Người đàn ông này nhìn bề ngoài rất hiền lành, là người có học thức, nhưng ẩn sâu bên trong là một nhân cách khác hoàn toàn trái ngược. Hắn là tên sát nhân biến thái. Không may cô gái này là mục tiêu tiếp theo của hắn. Nhìn đối phương đau khổ vùng vẫy trước mặt, anh ta lộ ra biểu cảm hài lòng, nhưng vết tiết canh dài dưới đất lại khiến hắn cau mày. Hóa ra đây là một tên cuồng sát nhân mắc chứng ưa sạch sẽ. Nhưng nhờ vào chứng ưa sạch sẽ của hắn, nhân lúc anh ta đang lau sàn nhà, cô gái trốn vào căn phòng lúc đầu bị nhốt, lấy tai nghe không dây ra khỏi túi, rồi tùy ý bấm một số điện thoại. May thay người bắt điện thoại là mẹ cô. Cô gái lập tức khóc lóc nhờ mẹ gọi cảnh sát. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã nhận được tin báo. Họ đặt chiếc đũa đang ăn ramen xuống rồi lập tức xuất phát, chỉ để lại đội cứu hộ đang ăn cùng ở bên cạnh. Bọn họ tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Các vụ án hình sự không phải là một phần công việc của họ. Thế nhưng chẳng mấy chốc, phòng cứu hộ cũng chuyển đến tin báo khẩn cấp. Vụ án này có liên quan đến việc giải cứu. Các lính cứu hỏa bắt buộc phải xuất phát. Cảnh sát cùng xe cứu hỏa lập tức điên cuồng chạy trên đường. Nhưng trùng hợp là trên đường lại đang là giờ cao điểm. Dòng xe dài gây khó khăn cho hai đội. Lúc này, một chiếc xe máy từ phía sau lao tới. Dọc đường anh không ngừng làm cử chỉ nhường đường với hai hàng xe hai bên. Chẳng mấy chốc con đường tắc nghẽn đầy xe, liền xuất hiện một con đường để xe cảnh sát cùng cứu hỏa đi qua. Nhưng cũng có công dân bất hợp tác, một ông già không thèm quan tâm kiên quyết không chịu nhường đường cho họ đi. Người đàn ông đi xe máy không khách khí đi lên nói chuyện, thấy tình hình không ổn, đội trưởng đồn cảnh sát ở đằng xa lập tức mắng lớn, bảo Jose kiềm chế một chút. Không ngờ ngày đầu tiên được điều đến đã định oánh nhau với người dân. Jose vốn là cảnh sát trong đội tìm kiếm diện rộng, cách đây không lâu vừa nhận hình phạt vì tấn công nghi phạm. Trước khi ủy ban kỷ luật bắt đầu, anh thầm đọc những lời xưng tội trên tờ giấy nhỏ. Nhưng cho đến khi vào phòng họp ngồi xuống, nhìn ủy viên trưởng mô phỏng lại cảnh anh oánh người, cảm giác chính nghĩa lúc đó lại nổi dậy. Jose gấp mảnh giấy nhỏ kia thành con hạc, hoàn toàn không hề có chút ăn năn nào. Cho dù là lúc nào anh cũng không hối hận về hành động oánh nghi phạm của mình, bởi vì đối phương quả thực là một kẻ vô cùng độc ác. Vừa nói xong thì cấp trên của Jose mặt xanh như đít nhái. Hóa ra anh ta vẫn còn cơ hội phục chức, lần này chỉ có thể bị giáng chức điều chuyển đến đồn cảnh sát làm việc. Sau khi Jose xử lý xong công dân cản trở, thì bắt đầu giáo huấn mấy nhân viên cứu hộ, bảo bọn họ dừng ở đây rồi tắt còi xe báo động đi, nếu không chuyện cô gái báo cảnh sát sẽ bị phát hiện. Tiếp đến, Jose nhận điện thoại của cô gái cầu cứu, hỏi cô có thể xác nhận vị trí cụ thể không. Cô gái cố hết sức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không phát hiện được gì hết. Cảnh sát chỉ có thể thông qua định vị tín hiệu điện thoại xác định vị trí khu vực chung. Nếu như tìm kiếm chung thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là động mạch chủ ở chân còn bị thương, nên thời gian cứu hộ vô cùng căng thẳng. Lúc này hung thủ đã lau sạch vết thương cà, đến phòng bếp nấu nướng một cách thoải mái. Kỹ năng dùng dao xẻ thịt gà của hắn vô cùng sắc bén. Vừa nói chuyện với cô gái hỏi cô đã biết sai chưa. Giọng nói của tên sát nhân khiến cô gái lại rơi vào tuyệt vọng, đồng thời đùi bị mất huyết tương trầm trọng, khiến cô đã xuất hiện trạng thái buồn ngủ. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến nóc một tòa nhà nào đó, trong tiểu khu lập một căn cứ chỉ huy tạm thời. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục quan tâm tình hình của cô gái, thuận tiện bảo cô quan sát xung quanh một chút, tìm ra manh mối về ngôi nhà của tên sát nhân. Cô gái trả lời hung thủ là một người đàn ông, mình bị giam lỏng vào trong một căn phòng toàn những tấm bạt nhựa, giống như cố tình tránh vết thương cà trong quá trình xô xát. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh kết nối với căn phòng này. Cô mở cửa ra phát hiện nhà vệ sinh vô cùng ngăn nắp, trong tủ có đầy sản phẩm đến kỳ của phụ nữ. Nghe vậy, các cảnh sát đều cho rằng hắn ta nhất định là một tên có tâm lý biến thái. Nếu không tại sao trong nhà lại có đầy đồ của phụ nữ đến vậy? Lúc này cô gái còn nhớ lại, vừa rồi khi mình đi vào trong phòng khách, từng nhìn thấy trong nhà hắn có một chiếc xe lăn, trong nhà vẫn vô cùng ngăn nắp. Theo lời kể của cô gái, Jose cho rằng tên sát nhân này chuẩn bị đầy đủ như vậy, nhất định không phải là lần đầu phạm tội. Anh bảo đồng nghiệp lập tức điều tra tư liệu về cư dân của cả tiểu khu này, tìm xem có tư liệu phạm tội không. Thế nhưng rất nhanh đồng nghiệp đã có phản hồi, nơi đây không hề có bất cứ tư liệu phạm tội nào. Lúc này cô gái ở đầu bên kia điện thoại đã rơi vào trạng thái hôn mê ngắn, đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Nhân viên cứu hỏa vội vàng dùng lý do được nhìn thấy mẹ để gọi cô tỉnh lại. May thay sau khi cô gái nghe đến mẹ đã kiên cường mở mắt lại lần nữa, đội cứu hỏa đã không đợi được nữa. Hiện nay thời gian cấp bách, không có chỗ cho cảnh sát suy luận và phỏng đoán. Khi họ vừa muốn tiến hành lục soát cả tòa nhà, Jose lại nghĩ ra một cách, lần này không phải là tìm kiếm những người từng bị kết án nữa, mà là tìm người bị mất tích. Lần này họ đã có được một mục tiêu. 4 tháng trước có một cô gái mất tích trong tiểu khu này, toàn bộ tiền thuê nhà cũng như các khoản vay đều chưa thanh toán một khoản nào. Jose dường như đã xác định được vị trí của hung thủ, chính là nhà của người phụ nữ bị mất tích. Anh lập tức dẫn đồng nghiệp về phía phòng. Lúc này hung thủ đã nấu xong đồ ăn, lại gọi cô gái ở trong phòng bảo cô ra ngoài dùng bữa. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Jose và một nhóm cảnh sát và lính cứu hỏa bấm chuông cửa nhà người phụ nữ mất tích. Người mở cửa là một người đàn ông, còn chưa kịp phản ứng đã bị cả nhóm người ấn xuống dưới đất. Nhưng sau khi tìm kiếm thấy trong nhà không có gì bất thường, Jose hỏi người đàn ông rằng chủ nhân của căn phòng này đâu rồi. Người đàn ông trả lời, chủ của căn phòng này đã bị đưa vào phòng chăm sóc cuối đời của bệnh viện, vì cô ấy bị ung thư xương nên toàn thân đã bị liệt. Jose lập tức xác nhận tình hình, kết quả những gì người đàn ông nói hoàn toàn là sự thật. Người phụ nữ đã vào viện, nhà cô chỉ có nhân viên phục vụ cộng đồng.
thỉnh thoảng sẽ giúp cô thu dọn đồ dùng cần thiết. Cuộc giải cứu này đã đi theo hướng hoàn toàn sai lầm, hành động chỉ có thể lại dừng lại. Giữa những lời phàn nàn, Jose nhìn về phía tòa nhà tiểu khu, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh đề nghị bảo cô gái thử đốt nhà của tên hung thủ, chỉ cần tạo ra khói, thì họ có thể lập tức xác định vị trí cô gái. Cô gái nhìn vào nhà vệ sinh thấy chỗ đó vừa hay có một cái bật lửa. Cô cố gắng bỏ qua đó một cách khó khăn thì lại phát hiện bật lửa đã hết ga. Lính cứu hỏa vốn dĩ vô cùng phản đối phương pháp này, nhưng tình thế nguy cấp họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Một lính cứu hỏa bắt đầu dạy cô gái làm thế nào để nhóm lửa với chút ga cuối cùng. Nhưng cả người cô gái đã không còn chút sức lực nào nữa, thử mấy lần cũng không thể châm được lửa. Ngay khi cô sắp ngất đi lần nữa, mẹ cô đã chạy đến hiện trường. Nghe thấy giọng nói của mẹ, cô gái lại thắp lên hy vọng lần nữa tiếp tục dùng bật lửa đánh lửa. Lần này ngọn lửa nhỏ trong tay cô cũng đã bốc cháy. Cô gái làm theo hướng dẫn của lính cứu hỏa, đem tờ giấy nhóm lửa ném vào đống bạt nhựa rồi sau đó trốn trong nhà vệ sinh. Sau khi làm xong mọi thứ cuối cùng, cô hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cảnh sát lập tức thả máy dò nhiệt bay giữa mỗi tòa nhà dân cư. Chẳng mấy chốc đã xác định được hiện trường phạm tội. Lính cứu hỏa đi trên thang cao đến ngôi nhà nơi kẻ sát nhân ở. Jose vì để bắt tội phạm cũng mặc quần áo cứu hỏa lên cùng. Lúc này, hung thủ ở trong nhà không hề hay biết. Bãi săn của hắn đã trở thành biển lửa. Anh ta tìm được chìa khóa phòng vừa định mở cửa đi vào, thì đột nhiên nhìn thấy mấy nhân viên cứu hỏa đang từ từ đi lên ban công. Tên hung thủ cảm thấy tình hình không ổn muốn trốn qua cổng chính, nhưng đã có cảnh sát chờ sẵn từ lâu ở cổng chính. Anh chỉ đành trốn vào trong góc nhà trước. Sau khi Jose vào được trong nhà thử đi thăm dò xung quanh, không ngờ lại trở thành con tin của hung thủ. Nhưng Jose sao có thể trở thành con tin được? Anh giả vờ bị bắt cóc, chỉ là cố ý dụ tên hung thủ đến bên ngoài căn phòng bị cháy. Nhân lúc tên hung thủ không chú ý liền mở mạnh cửa, ngọn lửa cháy bùng lên, ngay lập tức hất văng hai người đàn ông ra xa. Lính cứu hỏa lập tức tiến hành dập lửa và giải cứu cô gái khỏi nhà vệ sinh đến nơi có không khí lưu thông tốt. Nữ lính cứu hỏa xong CO đang cấp cứu cho cô gái, thì tên hung thủ ở bên cạnh tỉnh lại chuẩn bị ra tay với cô gái cùng xong CO. May thay thời khắc quan trọng, Jose cũng kịp thời tỉnh lại. Anh như chó điên cho hung thủ một trận, cho dù là cắn vào chân hắn ta hay là đụng lung tung, chỉ cần có thể kiềm chế đối phương thì Jose làm tất. Cô gái được cứu ra đưa lên xe cứu hộ, tên hung thủ cũng bị thương. Trên đường hộ tống, Jose hỏi rốt cuộc tên sát nhân đã sát hại mấy người rồi. Đối phương lộ ra nụ cười đắc ý nói rằng đã bem 6 người rưỡi, vì cô gái vừa rồi mới được một nửa thì đã được cứu ra. Nói về những nạn nhân đã bay màu dưới tay mình trong quá khứ, hắn ta không kìm được phấn khích, như thể là giá trị cuộc sống của anh ta chỉ có thể được thể hiện bằng cách trà đạp lên cuộc sống của người khác. Lòng chính nghĩa của Jose lại nổi dậy. Anh bóp cổ tên sát nhân thật mạnh, khi anh ta sắp tắt thở mới buông tay ra. Jose không thể lại phạm sai lầm tiếp nhận hình phạt, chỉ có thể dùng cách này để trút giận. Ngày hôm sau, Jose chính thức đến đồn công an báo danh. Jose nổi như cồn, cha anh là trưởng công tố viên. Khi phục vụ trong đội tìm kiếm diện rộng, Jose nổi tiếng với biệt danh chó điên, thường không làm theo lẽ thường khiến hiện trường điều tra loạn hết cả lên. Chẳng mấy chốc Jose tìm được một căn phòng để thuê, không ngờ trở thành hàng xóm của hai đồng nghiệp ở sở cứu hỏa bên cạnh. Khi tạm biệt, lính cứu hỏa còn tốt bụng nhắc nhở anh căn phòng anh ở bị ma ám. Jose thận trọng bấm mã khóa cửa, nhưng còn chưa vào được trong phòng đã nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, chỉ đành lại rời đi cùng các lính cứu hỏa. Đến đêm cuối cùng, Jose mới có thể nhìn thoáng ngôi nhà mới của mình. Nhưng Dojin lại tặng anh một món quà đặc biệt, chính là ghi chép hỏa hoạn từng xảy ra ở nhà mới. Cậu bé từng sống ở đây đã biến mất bí ẩn một năm trước, sau đó trong nhà xảy ra hỏa hoạn, từ đó về sau thường có tin đồn ngôi nhà này bị ma ám. Sau khi đọc xong ghi chép, Jose vuốt sàn trầm tư. Ngoài phòng dường như có bóng người lóe qua. Ngày đầu tiên Jose chuyển đến nhà mới đã gặp phải một hồn ma xuất hiện, dẫn đến cả đêm hoàn toàn mất ngủ. Hôm sau chỉ đành ngủ bù ở nhà vệ sinh trong sở cảnh sát. Anh càng nghĩ càng không yên tâm, thế là nhờ các đồng nghiệp truy xuất thông tin trường hợp của chủ sở hữu trước đó. Đối với Jose mà nói, anh trước giờ chưa từng tin chuyện quỷ thần gì ở đây, nhưng vẫn không thể không sợ hãi. Để chấm dứt lý thuyết ám ảnh đã nảy mầm trong trái tim, anh quyết định tự mình tìm ra sự thật của vụ án. Sau khi có được thông tin, Jose đưa đồng nghiệp đến ngôi nhà mà mình vừa thuê. Họ cầm dụng cụ lên và bắt đầu phá rỡ ngôi nhà. Cậy bỏ sàn nhà mới lắp thì thấy một mảnh sàn gỗ cháy xuất hiện trước mặt. Jose tiếp tục đào sâu hơn, tiến hành kiểm tra phản ứng với mẫu chất lỏng ở sàn gỗ cháy. Kết quả kiểm tra đúng như mong đợi, chất chứa phản ứng với máu. Song CO và Dojin ở bên cạnh nghe thấy tiếng động cũng đi tới. Jose nói với hai người họ rằng chủ cũ không hề mất tích mà là bị bán muối. Cho dù hung thủ có dọn dẹp hiện trường, nhưng một ít tương cà vẫn sẽ đi qua khe hở thâm nhập vào dưới sàn gỗ. Vì vậy sự biến mất của người chủ cũ rất có thể là một vụ án mạng, mà vụ hỏa hoạn cũng không phải vô tình, mà là cố ý gây ra hỏa hoạn. Sau khi nghe những lời của Jose, Dojin quyết định hợp tác với đồn cảnh sát mở lại cuộc điều tra. Dojin bắt đầu phân tích nguồn lửa, nhận định tình trạng cháy rụi của đồ đạc trong nhà, hư hỏng nặng nề nhất là sàn nhà. Jose cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy kẻ sát nhân muốn tiêu hủy chứng cứ. Có lẽ là vì chủ trước chảy huyết tương quá nhiều trên sàn. Anh bắt đầu mô phỏng cảnh bem người. Sau khi hung thủ sát hại chủ nhà, để không để lại vết tương cà trong phòng khách, thì sẽ kéo nạn nhân suốt chặng đường vào nhà vệ sinh. Jose diễn lại động tác vừa đi đến nhà vệ sinh,
Ở đây vô cùng chật hẹp, chỉ có một nhà vệ sinh. Trong đầu Jose có một ý tưởng táo bạo, người sẽ không tự nhiên mà mất đi. Rất có thể chủ cũ sau khi bị phi tang thi thể đã bị ném vào trong bồn cầu. Ngay sau đó đồn công an gọi xe thông cống đến hút nước thải bên dưới ra ngoài. Sau vài lần chịu mùi nồng nặc để tìm kiếm, cuối cùng Jose cũng phát hiện ra mô cơ thể của người. Anh lập tức tuyên bố vụ án được chuyển từ phòng mất tích sang phòng hình sự. Thế nhưng sau khi hóa nghiệm, mặc dù chắc chắn đó là mô người, nhưng không thể tìm thấy DNA trong đó. Như vậy cơ quan công an vẫn chưa có bằng chứng xác định danh tính thi thể, nhưng Jose xác định những gì được vớt lên từ bể nước thải chính là chủ cũ của ngôi nhà. Hơn nữa anh còn xác định một nghi phạm, chính là bạn gái cũ của chủ nhà sống ở tầng dưới. Bạn gái và chủ nhà cũ cùng tham gia kỳ thi công chức, nhưng cô bạn gái lại thi đỗ trước. Hai người chia tay một tháng trước khi chủ cũ mất tích. Lý do Jose nghi ngờ là do một phần ghi chép của cô bạn gái với cảnh sát. Trong cô đều dùng những câu hỏi tu từ hoặc không trả lời được để che đậy lương tâm cắn rứt của mình. Trong đó có một nơi khiến Jose vô cùng quan tâm là một chi tiết được cảnh sát bổ sung. Trong ghi chép, cảnh sát đưa cho cô bạn gái một chai nước khoáng, nhưng cô bạn gái lại vô cùng chán ghét. Do sau khi người chủ cũ biến mất nên cũng chưa từng dùng đến đồng hồ điện nước trong phòng. Thế nhưng muốn tiêu hủy cơ thể con người vào bồn cầu thì cần phải rất nhiều nước. Jose cho rằng cô bạn gái bài xích nước khoáng thông thường chính là vì cô ta dùng một lượng lớn nước khoáng đóng chai để tiêu hủy bạn trai cũ. Thuyết giảng tội phạm đến đây, Jose cho rằng bắt buộc phải đi gặp cô bạn gái kia. Trùng hợp là cô không hề chuyển đi mà vẫn sống trong ngôi nhà này. Jose và đồng nghiệp đến công ty cô bạn gái thì biết được giờ cô đang yêu đương với tổ trưởng trong công ty, hơn nữa còn sắp kết hôn. Trong thời gian điều tra, tổ trưởng luôn quẩn quanh ở bên, nhìn có vẻ rất lo lắng cho bạn gái. Jose cố tình uống nước khoáng trước mặt cô bạn gái, sau đó giả vờ làm rơi xuống dưới đất rồi nhờ cô bạn gái nhặt giúp. Nhưng lúc này cô bạn gái lại không hề lộ ra vẻ ghét bỏ, chỉ là khi thu tay lại vô tình để lộ vết bỏng trên cổ tay. Hỏi ra mới biết là do cô đun nước nên bỏng tay. Buổi tối Jose và Song Seo cùng nhau ăn tối tại cửa hàng tiện lợi, vì cô là người dân lâu năm ở đây. Jose hỏi Song Seo về ấn tượng của cô về người chủ cũ và cô bạn gái. Song Seo trả lời là trong trí nhớ của cô thì chủ cũ là một người đàn ông nóng nảy hay nghi ngờ. Bạn gái tham dự bữa tiệc công ty bình thường cũng có thể khiến anh ta tức giận. Khi bạn trai cũng mất tích, cô bạn gái trông rất buồn. Hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi trò chuyện thoải mái, không biết rằng ở bên đường phía đối diện có một người đàn ông đang chụp lén. Sau khi nhấn mạnh nút chụp, người đàn ông đột nhiên tỏ ra sợ hãi, lập tức đem đống ảnh chụp được đưa cho cấp trên xem. Sau khi cấp trên nhìn thấy cũng vô cùng kinh hãi, anh ta là một tài phiệt vừa bị Jose túm đi bóc lịch cách đây không lâu, phải tốn rất nhiều quan hệ cùng tiền bạc mới có thể thoát tội. Tài phiệt biết rõ Jose là một con chó săn cắn rồi thì nhất quyết sẽ không nhả ra. Giờ xem ra anh ta nguyện ý đến đồn cảnh sát nhỏ bé này làm việc cũng là vì để tiếp tục cắn mình, vì nhà của mình đã bị niêm phong. Jose chỉ có thể dựng lều ở hành lang. Nửa đêm, anh gõ cửa nhà Dojin, muốn mượn nhà vệ sinh, nhưng ai ngờ lại có phát hiện quan trọng. Jose cảm thấy bồn tắm nhà Dojin có chút kỳ lạ. Thế nhưng thực sự kỳ lạ không phải là bồn tắm nhà Dojin, mà là bồn tắm của căn phòng mà mình thuê, vì các tấm bên ngoài được lắp đặt lộn ngược. Jose sờ vào cạnh của bờ rìa, dường như vẫn rất mềm mại và chắc chắn là vừa lắp đặt cách đây không lâu. Hai người lập tức hợp lực tháo rời bồn tắm ra, phát hiện bên trong lại có một túi ni lông lớn màu đen. Bên trong chứa đầy hài cốt người phân hủy và bốc mùi nồng nặc. Pháp y đã lấy hết hài cốt ra, ghép lại thành thi thể của một nam giới. Sau khi nhận dạng thì đúng là chủ nhân cũ đã mất tích. Ngoài việc kết luận vết thương chí mạng là do bị tấn công vào hộp sọ, pháp y còn tìm thấy một vật khác lẫn vào trong hài cốt, chính là một mũi dao cắm sâu vào xương. Pháp y kết luận rằng đó phải là một con dao nấu ăn. Đồng thời khi Jose đang nhanh chóng phá án, Dojin cũng phát hiện ra nguồn gốc của ngọn lửa. Anh phát hiện một tờ báo chưa bị đốt hết ở trong ảnh chụp hiện trường. Dojin chợt nhận ra liền lập tức tìm đến Jose để tiến hành mô phỏng hiện trường vụ án. Anh cho rằng cách hung thủ dẫn lửa là cuộn tờ báo lại, sau khi đổ vật chất dễ cháy rồi liền bắt đầu châm lửa. Jose đích thân thử nghiệm, phát hiện dùng phương pháp này chỉ cần một tờ báo cuộn lại đã có thể đốt cháy rèm cửa ở phía xa. Dojin phán đoán nhất định là hung thủ cuộn tờ báo lại thả từ cửa sổ phòng người chủ cũ xuống, sau đó châm lửa từ tầng dưới để ngọn lửa lan từ dưới lên trên, cho đến khi bắt vào rèm cửa hoặc là đầu giường bùng lên ngọn lửa. Vì tờ báo dùng để thử nghiệm quá dễ cháy, khi Jose châm lửa vô tình làm bỏng mặt sau găng tay và cổ tay khi châm lửa. Điều này khiến anh lập tức nhớ đến vết bỏng trên tay cô bạn gái. Xem ra chân tướng đã được phơi bày. Cảnh sát lập tức đến nhà cô bạn gái chuẩn bị bắt giữ, nhưng cô bạn gái đã rời đi trước một bước, lại còn mang theo ba chai dầu trong nhà đi. Hôm nay là đám cưới của cô bạn gái cùng tổ trưởng, nhưng cô lại thành một cô dâu bỏ chạy, đến trước đồn cảnh sát muốn tự thú. Từ sau khi bạn trai cũ kia qua đời, trong cuộc sống của cô bạn gái lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng hình anh ta ở bất cứ đâu. Điều này khiến tinh thần cô gần như suy sụp, vì trong nhà bạn trai cũ còn ẩn giấu quá nhiều thứ nên cô bạn gái luôn theo dõi những người mới chuyển đến. Bóng dáng ma quái mà hàng xóm đồn đại thực chất chính là cô. Cô bạn gái còn mang theo đạo cụ dùng để sát hại bạn trai cũ đến, lưỡi dao khớp với những mảnh xương.
Sau khi đến phòng thẩm vấn, cô luôn ngồi ở trong góc không nói năng gì. Jose đến bên cạnh cô nói chuyện hồi lâu, cô bạn gái mới nói ra nguyên nhân bem người. Hóa ra cô từng có thai rồi bỏ đứa bé, mà ở Hàn Quốc bỏ đứa trẻ là phạm pháp. Nhưng cô bạn gái vừa thi đỗ kỳ thi công chức, bạn trai liền dùng chuyện này để uy hiếp cô. Anh ta lấy giấy chứng nhận bỏ đứa bé ra ép bạn gái chi trả mọi chi phí sinh hoạt hàng tháng. Lỗ hổng không đáy của việc khống chế tinh thần và tiền tài, cuối cùng khiến cô bạn gái hạ quyết tâm muốn thoát khỏi nanh vuốt của bạn trai. Thế là nhân lúc anh ta đang ngủ, cô đã dùng búa uính vào đầu đối phương, sau đó bắt đầu tiến hành phân thi thể xóa bỏ dấu vết. Nói xong về tội lỗi của mình, cô bạn gái bật khóc. Thế nhưng chuyện phát điên còn ở phía sau, chứng minh bỏ đứa bé trong tay tên bạn trai cũ lại được chứng thực là giả mạo. Cô bạn gái hoàn toàn suy sụp, cô lại vì một tờ giấy không tồn tại mà làm ra một chuyện tàn nhẫn như vậy. Đêm khuya sau khi tan làm, Jose và Dojin cùng Song Seo ngồi trước nhà uống rượu. Lúc này Tài Phiệt đột nhiên xuất hiện, anh vứt con hạc giấy xuống đất, nói thẳng trước đây Jose hàm oan mình bem người rồi bắt vào tò, nhưng bản thân anh mới là con ác quỷ. Đối mặt với sự khiêu khích của Tài Phiệt, Jose vô cùng bất lực. Đây là sự khác biệt giữa cảnh sát và lính cứu hỏa. Sau khi lính cứu hỏa giải cứu người dân, thì thứ có được có lẽ là lời cảm ơn và hoa tươi. Còn cảnh sát lại phải đối phó với sự trả thù của đám tội phạm. Tối đó trên đường lớn lại xảy ra sự cố tai nạn xe liên hoàn. Sau khi đến nơi, Jose không phát hiện ra nạn nhân ở đâu cả. Sau khi được chỉ dẫn, mới nhìn thấy nạn nhân lại bị tông bay lên nóc trạm xe buýt. Có thể thấy vụ va chạm mạnh đến cỡ nào. Lực lượng cứu hỏa lập tức tiến hành cấp cứu. May thay nạn nhân vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, liền nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Trên đường đi, Song Seo phát hiện hơi thở của Hyeon Seo vô cùng yếu ớt. Theo tình hình này có lẽ cô bé không kịp đến bệnh viện. Trong lúc nguy cấp, cô to gan tiến hành một pha sơ cứu nguy hiểm. May thay tiến hành vô cùng thuận lợi tranh đấu lấy thời gian cho nạn nhân. Sau khi đưa Hyeon Seo đi, Jose hỏi mẹ cô bé tai nạn xe vừa rồi là thế nào. Người mẹ trả lời lúc đó là lúc mình tan làm, khi cô đưa con gái về nhà thì con gái muốn đi nhặt gấu bông ở giữa đường. Lúc này một chiếc ô tô màu trắng lao đến như bay, sau khi tông bay con gái cô thì lập tức bỏ chạy. Có được manh mối, Jose và đồng đội chuẩn bị triển khai điều tra giám sát giao thông. Theo lý mà nói, truy tìm một chiếc ô tô gây ra tai nạn rồi bỏ chạy không khó. Thế nhưng hôm sau, cảnh sát phát hiện đoạn đường ở đây đặc thù, không hề có camera giám sát trong phạm vi lớn. Như vậy mọi thứ liền trở nên phức tạp, cảnh sát đã phải tốn rất nhiều công sức thông qua vết lốp ma sát trên đường. Ngoài ra còn có những mảnh xe bị bỏ lại bên đường, bắt đầu tìm kiếm chiếc xe từng chút một. Sau nỗ lực của cảnh sát cùng bộ phận giám định, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chiếc xe màu trắng. Cảnh sát ngay lập tức nhắm vào chủ xe, đồng thời tình trạng của Hyeon Seo không mấy lạc quan, phải phẫu thuật não nguy hiểm. Ngay trước khi bắt đầu phẫu thuật, bác sĩ phát hiện một chỗ sai trên ảnh chụp X-quang của cô bé. Jose xác nhận vị trí của chiếc xe màu trắng. Thế nhưng đợi đến khi anh tìm đến, thì thấy chiếc xe màu trắng này lại bốc khói từ trong ra ngoài. Khói gây ra báo cháy, đội chữa cháy lập tức xuất phát đi đến bãi đỗ xe. Jose phát hiện có một người đàn ông ngồi trong xe, nhìn tình hình dường như là đang đốt than. Lính cứu hỏa nhanh chóng cứu người đàn ông ra, sau đó người đàn ông tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy cảnh sát bên cạnh liền bắt đầu khóc lóc hối hận, bản thân là vì tông bay đứa trẻ mà cảm thấy hối lỗi, vì vậy mới nghĩ không thông. Jose không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp còng tay anh ta lại. Nhưng vì người đàn ông này bị ngộ độc khí carbon monoxide nên vẫn phải nhập viện điều trị. Mẹ của Hyeon Seo trong bệnh viện biết được người đàn ông này chính là hung thủ hại con mình, lập tức mất khống chế muốn tìm anh ta báo thù lại bị bác sĩ ngăn lại. Sau đó bác sĩ yêu cầu Jose cùng Song Seo nói chuyện riêng với mình, dường như muốn xác nhận lại một chút. Bác sĩ mở ảnh chụp X-quang của nạn nhân, chỉ ra những vết thương trên cơ thể cô bé. Ngoài vấn đề về não do tai nạn ô tô để lại, khắp cơ thể còn có 16 vết gãy. Theo tình trạng lành của vết thương, thì những vết thương này dường như đã kéo dài trong một thời gian dài. Nói đến đây mọi người gần như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này khiến cả cảnh sát và lính cứu hộ đều cau mày, cảm thán cho cuộc đời bi thảm của nạn nhân. Vụ án cứ vậy phát triển từ một vụ tai nạn thành một vụ khác. Jose ngay lập tức đến trường mẫu giáo nơi Hyeon Seo học. Cô giáo cho họ xem video hàng ngày trên lớp của Hyeon Seo, nói thẳng cô bé là một đứa trẻ hoạt bát, quan hệ với mẹ cũng thân thiết. Jose phát hiện tranh mẫu giáo của Hyeon Seo trên tường, còn có một người đàn ông nữa. Hỏi ra mới biết đó là bạn trai của người mẹ tên Kim Chun Ho. Trước đó hai người vẫn luôn hẹn hò, nhưng đến khi nhắc đến chuyện hôn nhân, Kim Chun Ho lại cầm toàn bộ tiền tiết kiệm của người mẹ bỏ chạy mất dạng. Theo như lời người mẹ nói thì cô đi làm, Kim Chun Ho sẽ giúp cô chăm sóc Hyeon Seo. Jose ngay lập tức đưa người đàn ông họ Kim vào danh sách truy lùng. Sau khi điều tra sâu, còn phát hiện anh ta là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Điện thoại di động đứng tên đều là số giả, mỗi một đoạn thời gian sẽ tự động tiêu hủy. Vì cảnh sát không có chứng cứ gì Kim Chun Ho đối xử tệ với Hyeon Seo, chỉ đành bắt anh ta về tội lừa đảo trước. Tối đó tan làm về nhà, Song Seo bắt đầu lau vết tiết canh trên quần áo đi làm của mình. Có lẽ vì trước đây cô từng làm y tá ở một bệnh viện, nên cô luôn lo lắng về chấn thương của Hyeon Seo. Đến tối, Song Seo vì vụ án của Hyeon Seo mà trằn trọc không ngủ được. Khi quay người nhìn thấy con búp bê của mình, đột nhiên nhớ đến một câu trong khẩu cung của người mẹ. Hyeon Seo vì đi nhặt gấu bông giữa đường mới xảy ra tai nạn.
Hôm sau khi tỉnh lại xong, CEO nói với Jose về phát hiện này, vì hiện trường điều tra căn bản không có lấy bóng dáng của một con gấu bông nào cả. Jose tạm thời chưa có câu trả lời cho câu hỏi này, vì anh muốn nhanh chóng bắt được Kim Chun-ho. Một hôm anh cùng đồng nghiệp cố ý giăng lưới bắt cá, giả vờ mua điện thoại di động có tín hiệu ảo, đi theo nhân viên giao dịch hai người đến được căn cứ của nhóm bán điện thoại, lại vô tình gặp thuộc hạ của tên tài phiệt ở đây. Hóa ra gần đây tên tài phiệt cũng cần một chiếc điện thoại bí mật, không biết sử dụng thế nào. Jose mở video giao dịch mua bán gần đây, lại phát hiện ra một giao dịch, trong đó chính là người đàn ông cố gắng hóa kiếp bản thân bằng than tối đó. Jose lập tức phản ứng lại, hóa ra người đàn ông với mẹ của Hyeon-seol đã quen biết nhau từ lâu. Hai người họ hợp tác chơi cảnh sát trong lòng bàn tay. Sau khi trở lại đồn cảnh sát, nhân viên bộ phận nhận dạng bắt đầu sử dụng công nghệ cao phục hồi vết thương bất thường trên chân của Hyeon-seol. Kết quả phát hiện đó là vết xe đã bị bánh xe cán qua nhiều lần. Jose lại phải quay lại hiện trường vụ tai nạn xe hơi, muốn xem còn thiếu sót chỗ nào nữa. Lúc này có một chiếc xe chở hàng đi ngang qua, Jose nhìn thấy camera hành trình trên chiếc mũ bảo hiểm của người giao hàng. Trong đầu liền có một ý tưởng, anh lập tức đến công ty giao hàng muốn xem lại video đêm xảy ra tai nạn ô tô. Kết quả lại có một phát hiện quan trọng, trong đầu Jose lập tức liên kết toàn bộ các manh mối lại, xác nhận giữa mẹ của Hyeon-seol cùng người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ chạy có vấn đề lớn. Hôm sau anh lập tức triệu tập hai người đến đồn cảnh sát tách ra thẩm vấn riêng. Trước khi tiến hành thẩm vấn, Jose nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại, mặt anh nặng trĩu, vào phòng của người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn, nói thẳng tin anh vừa nhận được rằng Hyeon-seol đã bị chẩn đoán là hẹo não. Lần này vụ án của anh không còn đơn thuần là một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn nữa, mà là tai nạn dẫn đến mất mạng. Theo luật, người đàn ông phải bồi thường rất lớn rồi, còn phải ngồi bóc lịch 15 năm. Nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy, trái tim người đàn ông bắt đầu dao động. Lúc này Jose và các đồng nghiệp tiếp tục gây chia rẽ giữa anh ta và người mẹ. Cuối cùng, niềm tin giữa hai người hoàn toàn sụp đổ, thú nhận rằng họ đã cùng nhau lên kế hoạch cho vụ tai nạn xe của Hyeon-seol. Jose xếp ảnh gãy xương của Hyeon-seol thành hàng. Hóa ra sau khi điều tra, vị trí của những vết sẹo này đều nằm trong phạm vi yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Sau khi mẹ của Hyeon-seol mua bảo hiểm cho cô thì bắt đầu thường xuyên cố ý làm hại Hyeon-seol, rồi đi nộp đơn yêu cầu một khoản bồi thường lớn. Cho đến nay đã kiếm được hàng chục triệu đô từ cách này. Còn vụ tai nạn xe ngày hôm đó, mục đích của người mẹ là làm bị thương mắt cá chân của Hyeon-seol. Trùng hợp là camera hành trình của xe giao hàng vào ban đêm vừa hay quay được cảnh hai người họ gây án. Thế nhưng điều khiến người khác đau lòng là Hyeon-seol đều biết mẹ và chú muốn làm hại mình, nhưng cô bé lại nguyện ý hợp tác, vì cô bé biết chỉ có mình bị thương thì mẹ mới có tiền, mới càng vui vẻ hơn. Nói đến đây, Jose lại lật ngược lại suy nghĩ trước đó của mình. Đêm đó có lẽ là xảy ra hai vụ tai nạn xe. Đầu tiên là để người đàn ông ấn xuống bắp chân của Hyeon-seol. Kết quả là chân của Hyeon-seol không bị thương. Hyeon-seol không muốn khiến mẹ thất vọng. Thế là khi người đàn ông tiến hành làm lại lần hai đã chủ động lao về hướng xe. Người đàn ông không kịp giảm tốc độ nên mới tông bay Hyeon-seol đi. Sau khi toàn bộ vụ án bị vạch trần, mẹ của Hyeon-seol khóc lóc thảm thiết, tự trách mình vì cái hẹo của con. Lúc này song CEO đi vào công bố tình trạng thực sự của Hyeon-seol. Cô không hề bị hẹo não mà tình hình đã có chuyển biến tốt, được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Lúc này người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến Jose cố tình nhắc nhở, lần này Hyeon-seol bị thương có thể sẽ được nhận một món tiền lớn hơn. Chỉ thấy khóe miệng của mẹ của Hyeon-seol lại lộ ra nụ cười may mắn. Trong lòng Jose vô cùng thất vọng, hét lớn muốn tống bà mẹ cùng người đàn ông này vào tò. Đêm đó, sở cứu hỏa và sở cảnh sát cùng nhau ăn tối. Song CEO biết được Jose đã thanh toán mọi chi phí y tế cho Hyeon-seol. Jose nói thẳng đây là chuyện anh nên làm vì anh đã đưa mẹ Hyeon-seol vào ngồi bóc lịch. Nhìn Jose tâm địa lương thiện, khả năng điều tra lại xuất sắc. Song CEO không biết tại sao anh lại bị giáng chức đến nơi này. Jose trả lời anh không bị giáng chức mà là tự chủ động đến đây. Mục đích của Jose dường như là vì để đối phó với tài phiệt. Trong một cửa hàng tiện lợi, Jose đang ăn mặc như một tên côn đồ, còn Dojin ngồi ở một bên đưa ra ý kiến. Sau khi vẽ những vết sẹo đẫm huyết tương trên mặt anh, Dojin đưa ra câu trả lời, khẳng định rằng Jose hoàn toàn trông giống như một tay hổ báo đường phố hung ác. Jose làm như vậy chính là vì để gia nhập một băng nhóm tội phạm. Cuối cùng anh thành công được nhận nhờ vào ngoại hình và diễn xuất của mình. Đầu tiên, tên cầm đầu yêu cầu Jose và một tên khác đi siêu thị mua một số công cụ phạm tội. Ai ngờ tên kia đang đi mua sắm trong siêu thị thì lên cơn động kinh. Trùng hợp là Song CEO cũng đang ở đây mua đồ. Với tinh thần của một người lính cứu hỏa, cô lập tức lao tới cứu trợ. Sau khi tên côn đồ tỉnh lại thì vô cùng hoang mang. Jose cũng sợ bị Song CEO nhận ra phá hỏng kế hoạch của mình, chỉ đành đội mũ nhanh chóng đưa tên côn đồ đi. Nhưng cho dù như vậy, Song CEO vẫn nhận ra anh. Sau đó băng nhóm tội phạm đến tòa nhà sở cảnh sát.
Nhưng mệnh lệnh mà đại ca đưa ra cho họ lại là nấu mì ăn liền ngay tại chỗ. Bọn côn đồ không biết tại sao đun vài nồi mì ăn liền lớn cho đến khi nóng bốc khói. Lúc này có một nhân viên giao hàng đến dưới tầng, ngoài việc đưa đồ ăn nhẹ ban đêm còn có một gói mẫu để mang đến phòng giám nghiệm. Đôi mắt của tên cầm đầu sáng lên, lập tức bảo Jose mang cả bản mẫu đi, đích thân đưa đến phòng giám nghiệm. Đứng ở trước cửa, tên cầm đầu mặt mày nghiêm nghị nhìn vào hai tập tài liệu trong tay pháp y. Mục tiêu cuối cùng của anh ta chính là phần tài liệu này. Thời gian quay lại mấy ngày trước, một cô gái trẻ không may đã bay màu, chủ nợ của cô lại làm ầm lên ở linh đường, rồi lấy đi tiền viếng của người bà là chủ tang. Nguyên nhân là vì khi cô gái còn sống có mượn anh ta một khoản tiền. Tên chủ nợ này mặt mày phúc hậu, nhưng thực chất là một tên cho vay nặng lãi. Cô gái chỉ vay 3 triệu đô nhưng vì lãi mà tăng lên đến 30 triệu đô. Người bà khóc không thành tiếng, chỉ trích cô gái mất mạng là do bạn cho vay nặng lãi này gây áp lực. Nhưng hai vợ chồng cho vay nặng lãi lại vô cùng kiêu ngạo. Trong tay họ có một bản hợp đồng mà cô gái đã ký, nói rằng từ khi cô vay tiền đã đồng ý với mức lãi này. Người bà kiện đám cho vay nặng lãi lên tòa, nhưng luật sư của đối phương lại cãi giỏi, luôn lấy hợp đồng ra làm cái cớ. Chỉ cần cô gái đã đóng con dấu của mình lên, thì chính là khoản vay đã thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng người bà khẳng định con dấu của cô gái bị đối phương tự tiện lấy rồi đóng lên, nhưng cũng chỉ là nói miệng. Công tố viên đang khổ sở tìm chứng cứ, thì nhân viên phòng giám nghiệm quan sát được manh mối về hợp đồng. Cô đề nghị tiến hành kiểm định tính chân thực của bản hợp đồng này, vậy thì cho dù có con dấu cũng vô ích, không còn nghi ngờ gì nữa. Tên cầm đầu là nhận lệnh của tên cho vay nặng lãi, lo lắng hợp đồng sẽ bị phát hiện ra là làm giả, vì vậy mới mạo hiểm thế này. Lực lượng cứu hỏa nhận nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp, cả nhóm người nhanh chóng đến tòa nhà. Lúc này Song Seo phát hiện ra một vật phẩm bất thường, chính là vật phẩm cô mua ở siêu thị về. Không biết vì sao lại có nhiều thêm một chữ SOS trên chai dầu gội đầu. Những người ở sở cứu hỏa chỉ nhìn thoáng qua đã biết đó là tín hiệu cấp cứu. Song Seo nhớ đã gặp Jose ở siêu thị, nhưng anh lại giả vờ không biết cô, lại còn đi với một nhóm người kỳ lạ. Đây có thể là tín hiệu nào đó anh để lại. Cô kể lại chuyện này cho đồng nghiệp ở sở cảnh sát, nhưng các đồng nghiệp không biết rốt cuộc Jose đang làm gì, chỉ có thể lần tìm theo tín hiệu điện thoại của anh. Nhưng tín hiệu điện thoại di động đã biến mất ở bãi đậu xe, xung quanh không hề có chút manh mối nào. Dojin đột nhiên nhớ ra, mấy hôm trước từng nhìn thấy Jose đang đăng nhập vào một trang web đáng ngờ. Anh theo trí nhớ của mình mở trang web đó ra, phát hiện bên trong đó chuyên tuyển dụng những người phạm tội từng bị kết án làm nhiệm vụ. Dojin lập tức gửi trang web cho nhân viên giám định, bảo cô nhanh chóng tiến hành giải mã trang web, tìm ra tin tức của Jose. Lúc này, Jose đang ở trong một tòa nhà trống với một băng nhóm tội phạm, khóa mọi lối thoát rồi còn đặt một số bọc đáng ngờ. Jose cảm thấy có gì đó không ổn liền kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Anh lấy từ trong túi mình ra một số vật chất bên trong cái bọc kia ném vào bồn cầu. Một lúc sau bồn cầu phát nổ trực tiếp tan tành. Jose ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Hóa ra nhóm người cực kỳ độc ác này đã không còn hài lòng với việc trộm đi tài liệu. Mục tiêu của họ là cho nổ tung toàn bộ phòng giám nghiệm cùng các nhân viên trong phòng giám nghiệm. Jose phải tìm cách trì hoãn thời gian. Anh vừa từ nhà vệ sinh trở về liền bắt đầu làm ầm lên, nói thẳng mình biết tên cầm đầu muốn cho nổ tung toàn bộ nhân viên nơi đây, nhưng trong phòng có đến mười mấy người, thì nên trả giá bằng mười mấy người của mình. Ai ngờ lần tấn công này lại khiến tên cầm đầu chú ý đến một chi tiết khác. Anh ta đột nhiên đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt Jose, tiếp đến lại xóa đi hình xăm trên người anh. Thân phận của Jose cứ vậy đột nhiên bị bại lộ. Hiện nay thứ chờ đợi anh chỉ còn một con đường hẹo. Mọi người trói anh vào phòng giám sát, còn buộc một quả bom ở bên cạnh anh. Lúc này, nhân viên phòng giám định Anna đã phá giải được trang web mà Dojin đưa, lại phát hiện địa điểm nhiệm vụ tối nay của đối phương chính là tại văn phòng nơi mình đang ở. Anna ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi cô báo kết quả cho bên cứu hỏa thì muốn mở cửa rời đi, nhưng cửa lớn bên ngoài đã bị đám kia khóa lại từ lâu. Nhóm côn đồ chặn mọi lối thoát hiểm, biến cả tòa nhà thành mật thất. Dây đánh lửa của quả bom rất dài, vì vậy sau khi cả nhóm rời đi mới cho nổ tung cả tòa nhà. Sau khi làm xong mọi việc, tên cầm đầu gọi điện cho tên vay nặng lãi nói đã xử lý mọi thứ đâu ra đấy. Quả nhiên ông ta vì sợ chuyện giấy tờ giả bị bại lộ, nên đã cử tên cầm đầu nhóm côn đồ đi tiêu hủy mọi thứ. Jose tìm thấy công cụ trong phòng giám sát liền cởi bỏ dây trói trên cơ thể, đồng thời lợi dụng mạng nội bộ để nói chuyện với Anna, nói với cô nhóm tội phạm đã đặt rất nhiều bom ở hành lang tòa nhà. Sau khi dây dẫn lửa cháy sẽ sản sinh ra khói kích hoạt báo cháy, khởi động vòi phun nước. Thế nhưng chất nổ họ sử dụng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với nước. Cơ hội duy nhất để đội cứu hỏa có thể giải cứu chỉ có trước mấy phút khi vòi phun nước khởi động. Dojin cùng đội cứu hỏa vừa nhanh chóng đến phòng giám nghiệm, vừa dùng điện thoại hướng dẫn Anna tìm lối thoát thân. Lúc này Anna đột nhiên nhớ ra bên trong tòa nhà còn có một số thiết bị lạnh. Cô lập tức sử dụng máy tính, sau một số thao tác đã thành công thải khí lạnh ra dập tắt ngọn lửa đang lan nhanh. Dây đánh lửa giống con rắn cứ vậy bị chặn ở giữa. Anna cùng các đồng nghiệp đều vỗ tay hoan hô. Tiếp đến, chỉ cần bình tĩnh ngồi chờ cứu hỏa đến cứu viện. Chẳng mấy chốc phòng giám nghiệm đã mở ống xả của phòng giám sát được nhân viên cứu hỏa cứu ra. Những cánh cửa bị khóa khác cũng được mở bằng cưa máy. Cho đến nay, hầu hết nhân viên phòng giám nghiệm đã được đưa ra an toàn. Tên cầm đầu băng đảng ở bên ngoài tòa nhà nhìn thấy cảnh tượng này,
thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức báo cho tên vay nặng lãi hành động tối nay thất bại. Nơi giải cứu duy nhất chỉ còn lại phòng giám nghiệm trên tầng 4 nơi Anna ở. Theo phản hồi từ phía trước, ổ khóa ở đây rất chắc chắn, nhóm này thậm chí còn dùng hàn điện để hàn cửa lại. Jose ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra, trên cổ tên cầm đầu dường như có đeo thứ gì đó giống như máy điều khiển từ xa, còn đánh dấu bằng tên của công ty. Song CEO lập tức phản ứng lại, công ty này chịu trách nhiệm về hệ thống phun nước trong tòa nhà thí nghiệm. Trong lòng Jose lập tức nảy sinh một dự cảm không lành. Có lẽ tên cầm đầu có thể dùng điều khiển từ xa mở hệ thống nước, nếu là như vậy thì bom vẫn sẽ dẫn nổ, ngay cả lính cứu hỏa bên trong tòa nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Khi tình thế đi vào bế tắc, trong đầu Jose lóe lên một ý, nếu như tên cầm đầu có thể khôi phục hệ thống nước, vậy thì anh ta sẽ từ đó chặn toàn bộ nguồn nước. Jose ngay lập tức tìm được một thùng lớn nitơ lỏng, rồi đi đến vị trí ống nước nối với vòi phun nước, bắt đầu đổ điên cuồng về phía mặt nước, nitơ lỏng nhanh chóng làm lạnh đường ống. Áp lực nước trong đường ống nước bắt đầu giảm dần. Lúc này, tên cầm đầu đã đến tòa nhà phía đối diện, ấn vào chiếc điều khiển từ xa ở trên cổ. Hệ thống phun nước bắt đầu kích hoạt, chất nổ đặt ở hành lang bắt đầu phát nổ từng quả một. Nhưng may nhờ có Jose, chẳng mấy chốc vòi phun nước đã ngừng hoạt động. Ở phía bên kia, Dojin cũng cùng đồng nghiệp phá cửa xông vào, thành công giải cứu những nhân viên bị mắc kẹt cuối cùng. Sau khi Jose nghe nói giải cứu thành công mới buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Mặc dù Anna bị thương, nhưng vẫn nhớ hôm nay là ngày bà lão cùng tên cho vay nặng lãi ra tòa, cô vẫn còn đợi kết quả giám định của mình. Dojin chỉ đành thay đổi phương hướng lái xe cứu hỏa đến địa điểm tòa án. Anna người đầy vết thương đi đến bục nhân chứng, liệt kê ra những nơi không hợp lý trên văn kiện. Trong đó có một điều quan trọng nhất là toàn bộ giấy sử dụng đều sản xuất năm 2021, còn tờ giấy cô gái ký trên văn kiện lại là năm 2019. Từ đây chứng minh văn kiện này căn bản không phải là cái mà cô gái đã ký. Sau khi chứng kiến vụ kiện của bà lão thắng kiện, Anna mới trở lại bệnh viện để điều trị. Đêm tối khi mọi người tụ tập lại để chúc mừng, Jose mới biết hóa ra Anna là em gái của Dojin. Sau khi vụ án cho vay nặng lãi kết thúc, Jose lại vẫn có chút gì đó khó chịu, vì ngay từ đầu mục tiêu của anh là một người khác. Đó chính là nhân viên của hàng tiện lợi mà anh cùng Song CEO đã gặp. Hóa ra tên này là tội phạm bị truy nã đã thuê người bem ai đó. Phía bên kia, Tài Phiệt dường như đang tìm kiếm người này. Tài Phiệt mang theo số điện thoại ảo đã mua giao cho một ông già. Điều kiện là anh ta sẽ chăm sóc tốt cho con gái ông lão, để ông hoàn thành nhiệm vụ mình đã giao. Thế là vào sáng sớm Jose nhận được một cuộc gọi, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm đã hẹn. Ông lão ở một bên sau khi nhìn thấy anh liền quay người rời đi. Đột nhiên, khói dày đặc bốc lên tại căng tin công trường xây dựng nằm trên núi. Lính cứu hỏa cùng cảnh sát lập tức có mặt, tiến hành vừa chữa cháy vừa cứu người. Jose phá cửa xông vào đưa cậu bé bất tỉnh ra khỏi nhà. Ở phía bên kia, Dojin và những người lính cứu hỏa khác cầm vòi nước để dập lửa. Họ đang chạy đua với thời gian, vì theo như quan sát, thì nhà máy cách đó không xa vừa thải ra một lượng lớn khí độc hại. Theo hướng tốc độ gió thì chỉ một lúc nữa nó sẽ thổi về điểm cháy. Khí này có thể gây ra đám cháy lớn hơn thậm chí là phát nổ. Để đẩy nhanh tiến độ chữa cháy, Dojin đề nghị tưới nước từ bên trong. Nếu không sẽ không dễ dàng dập lửa, nhưng ngọn lửa đang bùng cháy. Nếu như muốn đổ nước từ bên trong, thì phải đi lên nóc nhà đang nóng dùng cưa máy cậy mở kho sắt. Đội trưởng cảm thấy cái này quá nguy hiểm. Thế nhưng Dojin đã chủ động nhận nhiệm vụ này, chẳng mấy chốc đã đến sân thượng, thuận lợi cắt lấy một góc bắt đầu dập lửa trong nhà. Vì sự lựa chọn quyết đoán của Dojin, cuối cùng đã dập được ngọn lửa lớn trước khi khí ga tràn qua. Xong chuyện, lực lượng cứu hỏa đi vào trong phòng, bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ cháy. Không ngờ dưới dãy kệ đổ sập phát hiện một thi thể đã bị cháy xem. Vì cơ thể đã bị hủy hoại nên không thể nào xác định được thân phận, chỉ có thể đưa đến phòng khám nghiệm để hóa nghiệm. Anna tìm thấy một sợi dây bị dí sâu vào cổ thi thể, có thể nghi ngờ nạn nhân khả năng đã bị siết cổ trước khi hẹo. Để kiểm chứng giả thuyết này, Anna tiếp tục phân tích, phát hiện phế quản quan trọng vô cùng sạch sẽ. Điều này nói rõ nạn nhân đã tắt thở trước khi đám cháy xảy ra, vì vậy không có hiện tượng hít phải khói. Không ngờ trong đám cháy còn có một vụ mưu sát. Jose ngay lập tức sử dụng DNA để điều tra danh tính của người đã khuất, phát hiện đối phương là Bang Pilgu, một cựu phạm nhân có lý lịch không tốt mới được ra trại cách đây không lâu. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng được công bố, xương rắn của Pilgu cũng bị gãy do ngoại lực tác động. Tóm lại, cái hẹo của Pilgu nhất định có vấn đề, ngọn lửa rất có thể là do hung thủ phóng hỏa hủy đi chứng cứ. Sau khi đi đến kết luận, Jose lập tức mở cuộc điều tra, anh lại quay lại hiện trường vụ cháy để thu thập bằng chứng. Dojin nói với anh hiện trường có ít nhất 3 dấu hiệu cố ý đốt phá. Không chỉ có vậy, Dojin thậm chí còn dựa vào cường độ của ngọn lửa, xác định được lối thoát của hung thủ chính là cửa sổ bị đập vỡ ở trên tường. Sự chuyên nghiệp của Dojin giúp Jose tiết kiệm khá nhiều công sức. Anh đến bên cửa sổ thò đầu ra, quả nhiên phát hiện ra 2 dấu chân rất rõ ràng. Đây nhất định là hung thủ để lại khi rời đi. Bên cạnh đó, Jose còn phát hiện vết huyết tương ở trong góc. Anh lập tức gửi mẫu tương cà về phòng thí nghiệm để phân tích. Thế nhưng lại xuất hiện một sự đảo ngược kỳ lạ. Vết tương cà ở hiện trường lại là của Jose. Những người trong phòng giám nghiệm vô cùng kinh ngạc. Để đảm bảo tính đúng đắn chỉ có thể tiếp tục xác nhận lại nhiều lần.
Lúc này Jose vẫn còn đang tìm kiếm tại hiện trường hỏa hoạn, không hề biết gì về chuyện này, tiếp tục tìm kiếm bằng chứng ở bãi cỏ ngoài nhà, cuối cùng tìm thấy một chai chất lỏng dùng để đốt cháy. Anna quét dấu vân tay để lại trên đó, nhập cơ sở dữ liệu vân tay để tìm chủ nhân của dấu vân tay. Nhưng kết quả vẫn đáng kinh ngạc, những dấu vân tay này cũng thuộc về Jose. Những điều tồi tệ hơn đang nối tiếp nhau ập đến. Kết quả dấu vân tay dưới cửa sổ cũng có, giày và kích cỡ hoàn toàn giống với giày trên chân của Jose. Mọi người tại hiện trường đều rơi vào trầm lặng, đến bản thân Jose cũng không phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Lúc này có mấy xe cảnh sát ập tới, cả công tố viên cùng cảnh sát hình sự đều đi tới. Trong tay còn cầm một chiếc thẻ nhớ, khẳng định đây là video giám sát từ chân núi. Bên trong có phát hiện bóng hình Jose, họ bắt giữ Jose với tư cách là một nghi phạm. Thế nhưng tất cả đều là một cái bẫy do tên tài phiệt bày ra. Kể từ cuộc điện thoại vào sáng sớm đó, Jose đã bị dẫn dụ đến nơi này trước khi lửa dập tắt. Tên tài phiệt đã mua chuộc công tố viên rồi đưa thẻ nhớ cho anh ta, muốn dùng quyền lực để ra tay với Jose. Người từ sở cứu hỏa không muốn tin lời buộc tội của công tố viên. Dozin đứng ra nói thay cho Jose, nói rằng ít nhất cũng phải điều tra thân phận của người đầu tiên báo án. Vì đám cháy như thế này ở vùng sâu vùng xa, người đầu tiên tố giác tội phạm thường là hung thủ. Nhưng công tố viên dường như đã chuẩn bị đủ, nhận lấy danh sách liền bắt đầu gọi điện thoại. Chỉ thấy điện thoại của Jose lập tức vang lên. Lúc này Jose rơi vào tầm ngắm, đến đồng nghiệp cũng mong chờ lời giải thích của anh. Nhưng Jose vẫn không hề nói lấy một lời, cho đến khi người của phòng giám nghiệm đến. Sau khi họ so sánh nhiều lần, cuối cùng mới xác định được vết tương cả tại hiện trường quả thực là của Jose. Chứng cứ này đưa ra thì càng xác thực nghi ngờ của Jose. Anh lập tức bị cảnh sát còng tay lại. Khi Jose bị áp giải, cảnh sát Ô còn nhắc lại vụ án từ 7 năm trước. Hình như năm đó anh cũng bị cuốn vào một vụ án bem người. Nhưng cảnh sát phải khổ sở với việc thiếu chứng cứ, không thể đưa Jose ra ánh sáng. Giờ đây bị bắt coi như là một báo thù lớn. Trong phòng thẩm vấn, công tố viên cùng cảnh sát Ô liệt kê hàng loạt bằng chứng Jose bem người vì tiền. Jose không có lấy một lời giải thích cho những cáo buộc này, bởi vì anh biết rõ cái bẫy này đã được lên kế hoạch cẩn thận, vừa mới đầu đã không để lại cho mình một con đường sống. Đến cảnh sát Ô phụ trách điều tra vụ án cũng từng có ác cảm với anh. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nghe nói Jose vào bóc lịch, tên tài phiệt vô cùng vui mừng, tiếp tục hối lộ quan chức bộ hình sự muốn nhanh chóng kết án Jose. Sở trưởng đến trại giam thăm Jose, nói chỗ làm việc của anh cũng bị lật tung hết cả lên. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Jose nói thẳng đây nhất định là cái bẫy của tài phiệt. Trước khi mình bị điều chuyển đi, anh vừa thông qua người bố nghị viên của mình phát động mối quan hệ thả mình ra. Khi đó, lúc Jose bắt tên tài phiệt lại biết rõ sau khi hắn ra tù nhất định sẽ báo thù mình. Mặc dù lúc này Jose đang gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn còn có một người bố là công tố viên. Cha anh thấy con trai bị tài phiệt hãm hại sợ sẽ không bước qua được ải này. Ông không thể ngồi yên lập tức tìm đến trước mặt tài phiệt đưa ra cảnh cáo. Nhưng thái độ của tài phiệt kiêu ngạo, tưởng cái bẫy mình đặt ra không có kẽ hở, ai cũng không thể cứu được Jose. Trước khi bản án được công khai, Jose tạm thời bị tạm giam. Ngày anh vào, không khí ở đây nóng một cách lạ thường, bởi vì hầu hết những người cực kỳ hung ác ở đây đều do Jose đưa vào. Vừa vào anh đã bị một trận đòn suýt đi tong cái mạng. Tên cầm đầu trong phòng giam chính là thủ phạm bem người bị anh bắt. Jose vào phòng giam không được bao lâu, đã bị tên tội phạm bem người động thủ vào bụng. Vì vết thương quá nặng, anh chỉ có thể lên xe cấp cứu trở đi điều trị. Thế nhưng tất cả đều là do Jose cố ý, anh biết rõ mình bị nhốt trong tò, thì chỉ có thể phó mặc cho các quan chức bị tên tài phiệt mua chuộc. Vì vậy, anh không ngần ngại chấp nhận rủi ro bị tù nhân tấn công, tìm lấy cơ hội trốn thoát giữa đường. Cuối cùng, anh bắt cóc bác sĩ rồi trốn thoát khỏi xe hộ tống. Sau khi Jose trốn thoát, thuận tay lấy đi quần áo của người qua đường, đến bệnh viện tìm cậu bé được mình cứu khỏi đám cháy. Jose thử tìm hiểu tình hình từ cậu bé, nhưng thanh niên này lại chìm đắm trong trò chơi trên điện thoại, còn chẳng thèm để ý đến anh. Cuối cùng Jose để lại cho cậu một lời nhắn, bảo cậu chuyển lời cho Song Seo. Đến tối khi Song Seo đến thăm cậu thiếu niên kia, biết được Jose đã từng tìm đến đây, còn bảo cô đến nơi người vô gia cư tập trung để tìm mình. Song Seo lập tức xuất phát, thấy Jose bị thương, vết thương cả của anh lại thấm vào quần áo. Song Seo ngay lập tức giúp anh sơ cứu tạm thời. Sau khi được điều trị chuyên nghiệp, sức khỏe của Jose đã tốt hơn rất nhiều, lập tức đứng dậy tìm đống giày cũ trước mặt muốn tìm kiếm một chút liên quan. Song Seo thấy vậy cũng ngồi xuống giúp đỡ. Jose nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Yêu cầu giúp đỡ này vốn dĩ là một ván cược, nhưng Jose nguyện ý tin tưởng Song Seo. Kết quả chứng minh trực giác của anh đã đúng. Một lúc sau Jose đã tìm thấy đôi giày mà mình muốn. Anh lập tức hỏi mấy người vô gia cư lấy đôi giày này ở đâu. Mặt khác Dozin cũng dành cả đêm để xem chứng cứ tại hiện trường vụ cháy. Quả nhiên khiến anh phát hiện ra một số sơ hở. Anh lập tức tìm đến cộng sự của Jose, nói có lẽ trong đồn cảnh sát có nội gián nhắm đến Jose, luôn tìm cách hãm hại anh ấy. Lúc này cảnh sát Ô tìm đến nhà người dân mất quần áo gần đó, phát hiện ra tung tích của Jose. Ngay khi họ tăng cường tìm kiếm, Jose bất ngờ xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát. Ngoài ra còn có một người đàn ông vô gia cư đi cùng. Lúc này Jose vô cùng bình tĩnh, vì theo như lời anh nói thì mình đã bắt được hung thủ thực sự về quy án.
Thế nhưng sự trở lại này lại là một trong những cái bẫy của tên tài phiệt. Anna mang công cụ đến kiểm tra, bởi vì nếu như người đã trải qua hỏa hoạn thì trên tóc sẽ có cặn tro. Nhưng thử nghiệm nhiều lần trên tóc người đàn ông vô gia cư, lại không có phản ứng tia lửa nào cả. Lúc này công tố viên lại xuất hiện, anh ta nhận lấy hình ảnh của máy dò đầu của Jose. Trên màn hình hiển thị một lượng lớn tàn dư cho lừa. Sự đảo ngược này khiến Jose bất lực, chỉ đành lại bị công tố viên còng tay lại lần nữa. Chính vào lúc này cán bộ thanh tra cục khám xét quốc gia đẩy cửa vào. Nói thẳng họ cũng phát hiện ra một manh mối mới. Công tố viên quá tự tin vào bản thân, hoàn toàn không ngờ được manh mối này có lợi với Jose, còn không thèm nhìn đã bảo nhân viên điều tra trực tiếp công khai. Nhân viên điều tra tuyên bố phát hiện chất keo trong vết tương cà tại hiện trường vụ án. Điều này chứng tỏ huyết tương của Jose không phải để lại ở hiện trường, mà là được rút ra từ trước đó, tiếp đến mới được giải ra ở hiện trường hung án. Không chỉ có vậy, song CEO xuất hiện ngay sau đó, mang theo đôi giày Jose tìm được ở nơi người vô gia cư tụ tập, nói rằng đây mới là dấu giày để lại ở hiện trường vụ án. Cộng sự của anh cũng mang theo hồ sơ ra vào ở phòng chứng cứ, chỉ rõ có lớp dầu nhẹ hơn dính đầy dấu vân tay của Jose, có nội gián đã trộm đi chứng cứ trong cục cảnh sát. Liên tiếp xuất hiện một loạt các bằng chứng, Jose lập tức rửa sạch được mọi hiềm nghi, đến công tố viên cũng chỉ có thể cúp đuôi rời đi. Sau khi giành lại được tự do, Jose cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi ăn đậu phụ do công sự đưa đến, anh lập tức lao vào điều tra vụ án. Đêm khuya về đến nhà, song CEO đã đợi ở cửa nhà Jose từ lâu. Cô còn đưa đến một miếng đậu phụ, dặn dò Jose đừng để bị thương nữa. Thế nhưng Jose vừa ăn xong, Dojin về đến nhà lại đưa cho anh một miếng đậu phụ. Jose có chút bất lực, sau khi ăn hết lập tức đến quán gà rán ăn thịt bù lại. Trong lúc ăn, anh đề nghị muốn phân cao thấp với Dojin, xem là anh tìm ra nguyên nhân vụ cháy trước, hay là mình tìm ra động cơ gây án của hung thủ trước. Vụ cá cược này đã khiến cả hai phải cạnh tranh với nhau. Dojin bắt đầu tiến hành các thí nghiệm khác nhau, mô phỏng tình huống người quá cố bị thiêu rụi. Anh cẩn thận quan sát hình ảnh trong camera có tia lửa lóe lên khi sự việc xảy ra, phát hiện ngọn lửa hướng thẳng lên trên, chứng tỏ hắn sử dụng cầu chì cực kỳ dễ cháy. Rất ít kẻ đốt phá làm như vậy, bởi vì như vậy thì một khi bùng lửa lên sẽ rất khó kiểm soát. Tiến hành mô phỏng nửa chừng, Pháp Y Yun Hong từ Viện Pháp Y Quốc gia cùng Jose đi đến. Trước đó họ đang thỏa thuận về vấn đề chính. Pháp Y Yun Hong phát hiện có hai sợi dây khác nhau trên thi thể nạn nhân, một sợi vô cùng dễ cháy, còn một sợi khác được làm bằng vật liệu chịu nhiệt độ cao. Pháp Y Yun Hong đi tới thảo luận nguyên nhân gây cháy với Dojin. Hai người nghiêm túc và tỉ mỉ như nhau, chẳng mấy chốc đã tìm được chủ đề chung, đắm chìm trong một thế giới khắc nghiệt như không có ai ở xung quanh. Song CEO cảm thán hai người họ thật kinh nghiệp, chuyển ánh mắt đi thì phát hiện Jose ở bên còn kinh nghiệp hơn, vì để cảm nhận được trạng thái của nạn nhân, anh lại thực sự quấn chặt sợi dây quanh cổ mình suýt thì nghẹt thở. Song CEO lập tức đi tới giúp anh mở ra. Jose sau khi được giải cứu dường như có phát hiện mới, còn chưa kịp hồi phục đã hưng phấn nhiệt tình biểu diễn cho mọi người xem. Kết luận của Jose là hiện trường căn bản không có người thứ hai, mà là nạn nhân đã làm loạn hiện trường trước, đặt dấu chân cùng vết tiết canh để làm bằng chứng định tội mình. Sau đó, quàng sợi dây chống cháy quanh cổ rồi lại gắn một sợi dây dễ cháy. Cuối cùng anh ta lấy bật lửa ra. Cường độ của đám cháy có xu hướng tăng lên do cách bố trí của địa điểm. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì Dojin quan sát được trong video giám sát. Đối với những lý do khác cũng vô cùng hợp lý. Mọi người có mặt ở hiện trường đều bắt đầu tin, vụ này có vẻ giống án mạng anh gây ra, nhưng thực chất là một vụ án có mục đích được sắp xếp sẵn. Thế nhưng sự thật vẫn có chút mâu thuẫn với lập luận của Jose. Khi đó ngoài thi thể nạn nhân có ở hiện trường thì vẫn còn một tên sát thủ ở đó. Anh ta chịu trách nhiệm dựng hiện trường và châm lửa, theo dõi nạn nhân được bao bọc trong ngọn lửa. Sau khi xác định không còn dấu hiệu sống sót mới rời đi. Kết quả điều tra của Jose nhanh chóng từ miệng sở trưởng truyền đến tai ông bố công tố viên của anh. Hóa ra sở trưởng vẫn luôn là tai mắt của ông, chịu trách nhiệm để mắt đến Jose, không để anh gây rắc rối ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Có vẻ như Jose không còn nghi ngờ gì nữa. Bố anh liền gọi điện cho người bố là nghị viên của tên tài phiệt, hy vọng cả hai đều có thể lùi lại một bước để dập tắt cuộc chiến của hai thằng báo con. Cuối cùng hai ông bố đã bí mật đạt được thỏa thuận. Bố của Jose phá hủy một bằng chứng điều tra quan trọng như một sự nhượng bộ, để vụ án này cuối cùng kết thúc một cách không thể tưởng tượng được, không phát sinh thêm tình tiết nào nữa. Nhưng tên tài phiệt không cam tâm, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Anh biết Jose đã nộp đơn xin chuyển đến một đồn cảnh sát nhỏ là vì muốn để mắt đến Choi Seok-du, còn tên Choi Seok-du này dường như có liên quan đến vụ án trước đó của tên tài phiệt. Sau khi xác nhận nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là do nghĩ không thông, Jose bắt đầu điều tra danh tính và thân phận của anh ta, phát hiện anh ta đã bị bệnh nan y từ lâu, sống không còn được bao lâu nữa. Người như vậy quả thực thích hợp để xúi giục, vợ của anh ta đã bay màu từ lâu, chỉ còn lại một cô con gái, cách đây không lâu đã ra nước ngoài học ở một trường danh tiếng. Nghe đến đây, Jose đã phác thảo được những nét cơ bản của vụ án. Có người đồng ý đưa cô con gái của nạn nhân đi du học, cái giá phải trả chính là anh ta hy sinh mạng sống để đổ tội cho Jose, bởi vì nạn nhân khi còn sống cũng là một phạm nhân, còn từng ngồi bóc lịch cùng tài phiệt. Jose xác định hai người này đã được thỏa thuận khi còn ở trong đó. Ngay khi các cảnh sát chuẩn bị bắt tài phiệt vì tội tiếp tay, thì Jose lại có ý tưởng to lớn hơn.
Anh ấy không muốn dây dưa với tên tài phiệt vì những tội nhỏ nhặt nữa, mà kết hợp với vụ án trước đó để anh đưa anh ta vào ăn cơm nhà nước. Jose muốn trực tiếp tìm Choi Seok-du để xác nhận tội danh bem người của tên tài phiệt. Ngày hôm sau, anh và cộng sự bắt đầu tìm kiếm Choi Seok-du. Vì Choi Seok-du mắc chứng động kinh cần dùng thuốc lâu dài, họ bắt đầu từ các hiệu thuốc. Quả nhiên đã tìm được ghi chép mua hàng của Choi Seok-du. Chỉ là chủ tiệm thuốc nói với anh, nửa tiếng trước cũng có người hỏi tung tích của Choi Seok-du. Jose ngay lập tức nhận ra tài phiệt cũng có hành động, không thể không tăng tốc chạy đua với nhau. Nhưng cuối cùng Jose vẫn đến muộn một bước. Khi đến phòng khách sạn nơi Choi Seok-du đang ở, thì anh ta đã bị sát thủ của tài phiệt cử đến sát hại. Xe cấp cứu đưa thi thể Choi Seok-du đi. Hung thủ ở trong góc dùng điện thoại di động quay lại cảnh tượng này mang về giao cho tài phiệt. Tài phiệt tin tưởng lập tức chuyển nốt khoản tiền cuối cùng. Ai ngờ đâu, hành động này đã khiến anh ta hoàn toàn rơi vào cái bẫy Jose giăng ra. Trong xe cứu thương, Choi Seok-du giả hẹo ngồi dậy. Thực chất anh ta đã được cứu về từ lâu rồi. Sau khi trải qua những cuộc tấn công hiểm độc của tài phiệt, Choi Seok-du cũng không muốn bảo vệ anh ta nữa. Lập tức khai ra vào một đêm nào đó mình từng giao dịch ma túy với tài phiệt. Khẩu cung này vô cùng quan trọng. Jose ngay lập tức nộp đơn xin lệnh bắt giữ vì tội danh liên quan đến ma túy. Ngay khi anh ấy đến công ty của tài phiệt thì hắn ta cũng đã sớm nhận được tin. Liền châm lửa ở văn phòng, định dùng một mồi lửa lớn tiêu hủy chứng cứ. Jose đến văn phòng vội vàng dập lửa, đột nhiên qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc trực thăng đang đến gần. Anh lập tức nhận ra hắn ta nhất định đang ở trên sân thượng chuẩn bị trốn thoát bằng trực thăng. Anh vội vã lên tầng trên cùng thấy trực thăng sắp đến. Trong lúc cấp bách, anh cầm vòi cứu hỏa dùng lực nước để đàn áp trực thăng, cuối cùng ép đối phương phải lùi lại. Không chỉ có vậy, lực nước còn khiến tài phiệt cùng thuộc hạ không thể chống cự. Đối mặt với chiếc còng tay Jose lấy ra, tên tài phiệt chỉ đành khai ra bố của Jose, nói luôn một khi mình bị bắt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của bố anh. Ai ngờ Jose căn bản chẳng thèm quan tâm, nói luôn mình vốn là một đứa bất hiếu. Nghe vậy, tên tài phiệt không còn đường lui lại vùng lên phản kháng, tấn công vết thương ở bụng Jose, còn dùng vòi nước xiết cọ anh. Trong lúc ẩu đả, tài phiệt bất cẩn bị rơi từ trên sân thượng xuống dưới, còn Jose cũng ngất đi vì thương nặng. Đợi đến khi nhóm người của cộng sự đến thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Tài phiệt bị treo lơ lửng trên không, chỉ có một tay bị còng cùng Jose mới may mắn sống sót. Nếu như còn muộn thêm chút nữa chỉ e sẽ làm đứt luôn tay của Jose. Nhưng nghiêm trọng hơn là vết thương trên bụng Jose. Song CEO mang hộp sơ cứu đến, sau khi kiểm tra phát hiện Jose đã không còn nhịp tim. Nhưng sau cuộc giải cứu không ngừng nghỉ của Song CEO, cuối cùng cũng khôi phục dấu hiệu sự sống. Tài phiệt bị đưa vào phòng thẩm vấn đối chất với Choi Seok-du. Thế nhưng thuộc hạ ở bên cạnh là một luật sư. Lúc này anh ta bộc lộ khả năng ngụy biện của mình, phủ nhận mọi cáo buộc của Choi Seok-du. Đến lúc này tên tài phiệt lại lộ ra biểu cảm kiêu ngạo của mình, muốn cảnh sát thả mình ra, nếu có thời gian thì nên đi tiễn Jose đoạn đường cuối cùng. Sự thực quả đúng như lời tài phiệt nói, tình trạng thể chất của Jose không lạc quan, do vết thương quá nặng, anh có thể rơi vào tình trạng hôn mê vĩnh viễn, phía cảnh sát lại rơi vào thế bị động. Thế nhưng công sự biết rõ tính cách của Jose, tình thế càng trở nên tuyệt vọng thì càng phải làm gì đó. Anh đưa theo Anna bắt đầu chạy khắp nơi, để thu thập toàn bộ camera giám sát có sự xuất hiện của Choi Seok-du. Luật sư muốn tìm manh mối chống lại tài phiệt, nhưng đáng tiếc là tạm thời vẫn không có phát hiện gì. Jose tốn biết bao công sức cuối cùng cũng bắt được anh ta, một lần nữa với tội danh buôn bán ma túy. Thế nhưng anh ta cậy bên cạnh mình có một luật sư có tài ăn nói, lại lợi dụng kẽ hở pháp luật. Khi thời gian tạm giam sắp kết thúc, nếu như không tìm được chứng cứ quan trọng, thì khi đó tài phiệt sẽ lại thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Công sự cùng Anna bắt đầu chạy khắp nơi, tìm hết camera có ghi lại cảnh Choi Seok-du và tài phiệt, muốn dùng mắt thường tìm ra sự khác biệt. Đồng thời Jose tỉnh lại trên giường bệnh, anh bất chấp vết thương ở bụng nhất quyết đòi quay lại đồn cảnh sát. Bác sĩ chỉ đành giao thuốc của Jose cho Song CEO, để cô trở thành người có mối quan hệ đặc biệt với Jose. Trở về đồn cảnh sát, cả nhóm người ngồi trước màn hình máy tính để xem. Lúc này Song CEO dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Sau đó, Jose đi vào phòng thẩm vấn, cưỡng chế cởi giày của Choi Seok-du ra. Sau khi quan sát đế giày, hòn đá lớn trong lòng của Jose cuối cùng cũng buông xuống. Xem ra tên tài phiệt xác định là không thể rời khỏi cục cảnh sát. Luật sư đang đợi trước cửa phòng thẩm vấn thấy thời gian đã đến, lập tức hộ tống tài phiệt rời đi. Nhưng còn chưa ngồi được lên xe, thì còng tay của Jose lại còng vào tay anh ta. Chỉ có điều là lần này là danh chính ngôn thuận, trong tay Jose đã có được lệnh khám xét. Tài phiệt bị đưa vào phòng giám nghiệm, anh ta khoác lên mình bộ đồ màu đen kiểu ghi hình 3D, hoàn thành các hành động khác nhau tại những nơi được chỉ định. Luật sư cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám, luôn khuyên tài phiệt tuyệt đối không được tham gia. Jose ở bên cạnh bắt đầu chiêu khích tướng, nói thẳng tài phiệt chỉ biết dựa vào người bố làm nghị viên, chuyện có thể đưa ra quyết định trong cuộc sống e là không có nhiều. Những lời này khơi dậy lòng tự tôn của tài phiệt, anh ta liền đồng ý hợp tác. Cho dù là chạy hay nhảy hay là đeo ba lô hoặc cầm ô, Pháp Y Yun Hong bảo làm cái gì tài phiệt đều vô cùng nghe lời. Sau khi tạo dữ liệu của anh ta, cảnh sát lại đưa Choi Seok-du ra.
anh ta cũng cần xây dựng mô hình hành động 3D, bởi vì tài phiệt có liên quan đến một vụ án bem người. Bằng chứng ngoại phạm của anh ta chính là ngày xảy ra tội ác đã tự mình đi mua thuốc, còn được camera giám sát ghi lại. Nhưng trên thực tế người đi giao dịch lại là Choi Seok Doo, nhưng hình dáng hai người tương tự. Tài phiệt khẳng định người trong video chính là mình, với độ chính xác đằng sau mô hình 3D. Kết quả thực nghiệm chẳng mấy chốc đã có so sánh. Choi Seok Doo đi đường có thói quen lắc lư trái phải. Đây là do tác dụng của thuốc khiến não bộ gặp phải chấn thương. Nhưng các bộ phận của tài phiệt lại rất mạnh mẽ. Về tư thế đi bộ thì hai người khác biệt nhau hoàn toàn. Dữ liệu pháp y so với camera giám sát, cuối cùng xác thực người trong video chính là Choi Seok Doo. Như vậy chứng cứ ngoại phạm của tài phiệt bị vô hiệu. Jose nhanh chóng còng tay anh ta lại. Sau khi hộ tống tài phiệt trở lại phòng thẩm vấn, Jose mới cởi bỏ lớp ngụy trang. Hóa ra khi ở trong phòng thí nghiệm, vết thương của anh đã bắt đầu đau dữ rồi. Vì không để tài phiệt phát giác ra, Jose đã chịu đựng nỗi đau cho đến cuối cùng. Song CEO ngay lập tức tiêm thuốc kháng sinh cho anh, còn nắm chặt lấy tay Jose, vì sự tiếp xúc da thịt sẽ có lợi cho việc giảm đau. Nắm chặt tay Song CEO khiến Jose đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, chỉ có thể liên tục cảm ơn Song CEO. Tài phiệt bắt đầu như ngồi trên đống lửa, vừa thúc giục luật sư mau chóng liên hệ với ông bố nghị viên của mình. Thế nhưng lúc này, nghị viên đang ở cùng với ông bố là công tố viên của Jose. Hai thằng con trai đang ăn miếng trả miếng, nhưng hai ông bố lại vì lợi ích riêng của mình mà đạt được thỏa thuận. Cha của Jose đã đồng ý sẽ giúp nghị viên ngồi ở vị trí cao hơn. Chỉ cần ông nguyện ý từ bỏ đứa con vô dụng này. Luật sư gọi điện nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Không lâu sau anh ta nhận được tin nhắn. Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn, luật sư lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Rõ ràng là nhận được mệnh lệnh của cấp cao hơn tài phiệt. Trước khi đi còn vứt lại một ổ cứng bị khóa. Anna lập tức bắt đầu mở khóa ổ cứng. Tài phiệt mất đi yểm hộ, cuối cùng tâm trạng bắt đầu suy sụp. Sau một thời gian bất lực, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu chấp nhận sự thật thất bại, thú nhận về những vụ bem người mà anh ta đã thực hiện trước đó. Nạn nhân chính là tình nhân mà tài phiệt đã bao nuôi. Một hôm, khi hai người đang hẹn hò tại nhà, thì cô tình nhân lại phát hiện tài phiệt đặt camera mọi góc trong nhà, quay lén cô cả ngày lẫn đêm. Nhưng tình nhân không hề sợ hãi, mà ngược lại cầm điện thoại lên chụp ảnh toàn bộ camera ẩn trong phòng, đe dọa vạch trần thói hư hỏng của tài phiệt. Tài phiệt bị tình nhân chọc giận trong lúc tức giận đã sát hại cô ta. Hiện trường vụ bem người cũng được camera ghi lại. Tài phiệt vừa kể xong câu chuyện tội ác của mình, Anna cũng đã mở khóa được mật khẩu ổ cứng. Bên trong là hiện trường vụ án mạng được camera trong nhà ghi lại. Với bằng chứng chắc chắn này, tài phiệt ngay lập tức bị cảnh sát bế đi. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Jose hồi phục quay trở lại, lập tức gia nhập vào cuộc điều tra mới. Lần này anh muốn bắt được chính là công ty cho vay nặng lãi. Lần trước đã cho nổ phòng giám nghiệm, Jose cùng cộng sự truy tìm được một trong những tên đã hãm hại mình trước đây ở công ty cho vay. Từ miệng anh ta biết được, công ty cho vay nặng lãi không chỉ cho vay tiền mà còn phụ trách việc kinh doanh sát thủ, giải quyết ân oán giữa hai bên hắc bạch. Jose đột nhiên lóe lên một ý, nghĩ ra một cách câu cá hay. Anh cử sở trưởng cùng cộng sự dàn dựng một vụ lừa đảo. Vai diễn của sở trưởng là một ông lão tóc trắng, đóng vai biển thủ tài sản thừa kế của một phụ nữ giàu có, cả ngày đều chơi ở chốn xa hoa, còn công sự đóng vai con trai của quý bà giàu có. Công sự tìm đến công ty cho vay nặng lãi kia, khóc lóc nói mình không muốn dương mắt nhìn tiền của mẹ mình bị cái tên kia tiêu xài hoang phí, muốn thuê sát thủ bem ông ta. Vì để thể hiện thành ý, công sự lập tức chuyển cho công ty cho vay nặng lãi một món tiền. Thế nhưng số tiền này chỉ là Anna đã sử dụng hệ thống để giả mạo thông báo chuyển tiền. Sát thủ nhận được tiền liền lập tức hành động. Trong vụ ám sát, anh ta bị cảnh sát bắt tận tay. Giải quyết xong tên sát thủ, Jose lại bắt giữ ông chủ công ty cho vay. Phá được vụ án lớn này, Jose liền xuất hiện trong nhiều bản tin. Người cha công tố viên của anh cùng nghị viên mặt không biến sắc nhìn TV. Nghị viên không khỏi có chút lo lắng. Jose bốc đồng sẽ làm hỏng đại sự của hai người họ. Thế nhưng cha anh lại không cho là như vậy. Còn muốn nhìn xem Jose có thể dựa vào bản lĩnh của mình leo cao bao nhiêu. Sau khi xử lý xong công ty cho vay, mục tiêu tiếp theo của Jose lại chính là cha mình. Bởi vì khi anh và gã tài phiệt cãi nhau ở trên sân thượng, tên tài phiệt từng nói, nếu như Jose không tha cho mình, thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cha. Từ đây, Jose phán đoán trước đó tên tài phiệt có thể thuận lợi ra tò, thì không thiếu được việc cha anh âm thầm giúp sức. Thế nhưng cha anh đã sớm chuẩn bị cắt cái đuôi này để giữ mình. Ông đưa một trong những công tố viên thân cận nhất của mình làm con cừu thế tội. Ngay khi hai cha con đang nói chuyện, công tố viên thân cận đã tổ chức họp báo nhận mọi trách nhiệm về mình. Jose biết lần này cha anh đã thành công rút lui, mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm được gì. Đến tối Jose về đến căn nhà thuê, anh ngồi ở trước cửa đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đến khi Song CEO về nhà. Jose đưa thẻ y tế và các vật dụng khác cho Song CEO, cảm ơn cô đã luôn chăm sóc khi mình ra viện trong tình trạng bị thương. Jose cũng không cần phải tiếp tục ở lại đồn cảnh sát này nữa, anh chuẩn bị chuyển nhà, còn tặng chiếc giường gấp của mình cho Song CEO. Sau khi trở về nhà, Song CEO lấy máy điện tâm đồ từ trong túi ra khi Jose bị thương nặng. Thỉnh thoảng nhịp tim của Jose sẽ ngừng đập một lúc, nhưng Song CEO đã không bỏ cuộc, vừa khóc vừa gọi Jose tỉnh lại.
nhìn vào những đường lượn sóng trên biểu đồ. Song Seo rất vui vẻ vì trái tim này vẫn còn đập. Ngày hôm sau, vừa hay là sinh nhật của Song Seo, trùng hợp là cô cũng đã vượt qua thành công cuộc đánh giá lính cứu hỏa dưới sự Song Hỷ Lâm Môn, nên tất cả các thành viên của sở cứu hỏa đều đến quán rượu để chúc mừng cô. Dojin vừa bê bánh kem ra thì nhóm người Jose cùng sở trưởng cũng đi vào, đương nhiên cũng tham gia bữa tiệc mừng này. Trong bữa ăn, mọi người nói về việc sau khi Jose bị tài phiệt oánh bị thương, tim anh đã bị ngưng tạm thời, may nhờ có Song Seo mới có thể thoát khỏi cửa tử. Nghe vậy, trong lòng Jose có chút bứt rứt, mặc dù rất biết ơn Song Seo nhưng anh vẫn nhắc nhở đối phương đừng quá tốt với mình. Jose không thích nợ ân tình. Song Seo sụ mặt xuống nói thẳng mình chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này, ngoài cửa có một bà cụ bước vào. Bà vừa nhìn thấy Jose liền lập tức biến sắc, vừa đi vào đã mắng chửi anh hại cháu gái mình. Jose không nói gì, chịu đựng sự sỉ nhục của bà lão đi một mạch ra khỏi nhà hàng. Dojin cùng Song Seo đuổi theo, muốn biết rốt cuộc giữa Jose và bà lão đã xảy ra chuyện gì. Trước đó, cảnh sát Ô từng nói 7 năm trước, Jose có dính líu đến một vụ bem người. Có lẽ nào nạn nhân chính là cháu gái của bà lão. Nhưng Jose không muốn nhắc đến chuyện cũ. Hôm sau, Jose vào trong núi để thăm viếng cô cháu gái kia, đặt một con hạc vào trong hộp. Kể từ sau cái hẹo của người này, mỗi lần Jose bắt được một kẻ xấu đều gấp một con hạc trước ảnh của cô bé. Lúc này cha đi đến bên cạnh anh, ông muốn nhắc Jose tỉnh táo lên một chút. Chỉ dựa vào việc bắt mấy tên xấu thì không thể làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng Jose không quan tâm đến những cái này, chỉ muốn làm hết sức mình đền đáp tội lỗi với cô bé. Cha thấy anh vẫn cứng đầu như vậy chỉ đành để lại tối hậu thư, bảo anh phải rời khỏi sở cảnh sát hiện tại. Nhưng Jose không rời đi vì anh vẫn còn chuyện chưa làm xong. Tiểu khu cao tầng đột nhiên xảy ra sự việc thả đồ từ trên cao xuống. Bọn trẻ và bố mẹ đang chơi ở tầng dưới bỗng trở nên hỗn loạn. Họ ngẩng đầu nhìn lên thấy một cô gái đang ngồi ở rìa ban công, ném hết sách giáo khoa, đồ dùng học tập cùng những đồ học tập khác xuống bên dưới. Mọi người thấy vậy lập tức gọi cảnh sát. Chẳng bao lâu xe cứu hộ đã đến chuẩn bị phá cửa. Song Seo đang chuẩn bị đi vào từ cổng chính đàm phán với cô gái, đồng thời Dojin đến bên trên tầng để phòng bị. Nhân lúc Song Seo đang thu hút sự chú ý của cô bé, anh sẽ từ tầng trên nhảy xuống cứu đối phương. Song Seo và Dojin phối hợp với nhau rất ăn ý, rất nhanh đã hất cô bé khỏi hàng rào ban công. Hóa ra cô gái không thể chịu được áp lực nặng nề từ cha mẹ. So với nội tâm của mình thì họ chỉ quan tâm đến bảng thành tích. Cha mẹ không thể lựa chọn con cái, nhưng con cái cũng không thể lựa chọn cha mẹ. Có một số bi kịch gia đình không thể dung hòa, chỉ có thể kết thúc nếu một bên rời đi trước. Cô gái ôm suy nghĩ đó mới trèo lên ban công. Mặc dù Song Seo và Dojin đã cứu cô, nhưng cuộc sống tương lai vẫn đòi hỏi cô phải tự mình nỗ lực. Sau khi đưa cô gái đi cấp cứu, Song Seo không quên dặn dò nhân viên y tế sắp xếp một bác sĩ tâm lý cho cô ấy. Phía bên kia, Jose cùng sở trưởng nhận được báo án. Có người phát hiện một đứa trẻ sơ sinh đã không còn hơi thở ở bãi rác. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của mọi người đều vô cùng khó tả. Pháp Y Yun Hong khám nghiệm tử thi, chứng thực đứa bé lẽ ra đã hẹo trong bụng mẹ, nhưng vì bảo hiểm tốt nhất vẫn là tìm được nhau thai để phân tích. Anna tiến hành kiểm tra chiếc túi chứa thi thể, liền phát hiện chiếc túi này là một sản phẩm đắt tiền, chỉ có hội viên cao cấp mới có thể mua. Đây là một đầu mối tuyệt vời, cảnh sát có thể nhanh chóng lần theo danh sách tiêu thụ túi sách, xác định người đã bỏ đứa bé. Sở trưởng lập tức đưa Anna đến một cửa hàng sang trọng, nhưng nhân viên vừa nhìn đã phát hiện đây là túi giả. Hai người chỉ có thể buồn bã rời đi. Vụ án dường như trở nên ngày càng phức tạp. Sau khi trở lại đồn cảnh sát, mọi người lại phát hiện trên mạng xuất hiện bài đăng về vụ án của đứa bé. Hóa ra có một số phóng viên đã lén lút lẻn vào để giật tít. Sự việc bất ngờ này không tốt cho việc điều tra, thậm chí còn rút dây động rừng. Khi sở trưởng đang thở dài, thì cộng sự lại lôi ra một bằng chứng quan trọng. Đó chính là khi anh đang lục tìm nhau thai ở bãi rác, đã tình cờ phát hiện tờ tiền có lẫn nhau thai. Có được bằng chứng này, họ có manh mối mới để tìm ra thủ phạm. Có điều cộng sự thắc mắc, thông thường vào thời điểm này, Jose sẽ là người đầu tiên xông ra tiền tuyến điều tra vụ án. Tại sao lần này lại không thấy bóng dáng đâu? Bởi vì hôm đó Jose đi đến trại giam, anh muốn gặp mặt tài phiệt một lần, hỏi về vụ án hỏa hoạn mà anh ta đã giá họa cho mình. Rốt cuộc ai là người lên kế hoạch? Theo như Jose hiểu về tài phiệt, bộ não cá bằng gỗ của anh ta sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra được kế hoạch này. Nghe thấy câu hỏi này, khuôn mặt tài phiệt đột nhiên co giật mất tự nhiên. Anh bắt đầu mất trí, thấp giọng nói với Jose, cho dù anh có lợi hại thế nào, thì đối với người đó mãi mãi chỉ là một con chó săn mà thôi. Ngày hôm sau, Jose đã mất tích một ngày, cuối cùng cũng đến cục cảnh sát, đọc hết thông tin về vụ án em bé bị bỏ rơi trước khi sở trưởng cùng cộng sự đi làm. Đồng thời sở trưởng cũng điều tra được danh tính của chủ thẻ tín dụng, có tên Bang Ya Kyung, là đại diện của một bảo tàng nghệ thuật. Hôm đó, khi cô đang họp, Jose đột nhiên xông vào cầm chiếc túi sách để đối chất với cô, nhưng Bang Ya Kyung vẫn bình tĩnh. Sau khi biết được mục đích của Jose, khẳng định nhà mình mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào. Nếu như đồ đạc của mình bị mất, thì rất có thể có những người này đã lén cầm đi. Nói rồi cô lại nhắc đến chồng mình chính là thẩm phán tòa án. Lúc này cộng sự lấy một chiếc tăm bông ra đi lên,
muốn thu thập dịch tiết từ miệng Bang Ya-kyung mang về xét nghiệm. Dịch tiết là dùng để so sánh DNA với đứa trẻ. Chẳng mấy chốc đã có kết quả xét nghiệm, chứng tỏ Bang Ya-kyung là bà của đứa bé. Sau khi nghe tin, Bang Ya-kyung cũng vô cùng sốc. Jose ngay lập tức lấy được thông tin về con gái của Bang Ya-kyung. Khi cộng sự nhìn thấy ảnh cô bé thì vô cùng bất ngờ. Chính là cô bé hôm đó được lực lượng cứu hỏa cứu. Cô bé tên Song Ha-eun, chẳng mấy chốc đã bị đưa về đồn cảnh sát thẩm vấn. Nhưng dù Anna có hỏi thế nào đi chăng nữa, Song Ha-eun cũng đều nói mình không biết, nói tới nói lui cũng không có kết quả gì. Một lúc sau, Bang Ya-kyung cũng đến đồn cảnh sát, hung hãn nói muốn nói chuyện với Song Ha-eun. Song Seo ở một bên ngăn bà ta lại, đề nghị để mình nói chuyện với Song Ha-eun. Bang Ya-kyung vô cùng khinh thường, nói thẳng Song Seo và con gái bà chẳng thân chẳng thích, dựa vào đâu mà thay mình ra mặt. Jose không khách khí trả lời. Song Seo là người đã cứu Song Ha-eun từ mép ban công xuống. Khi đó Bang Ya-kyung đang làm cái gì? Những lời nói này khiến Bang Ya-kyung không thể phản bác. Song Seo cũng đi vào phòng. Song Ha-eun rõ ràng tin tưởng Song Seo hơn. Cô thừa nhận mình đã sinh con và bỏ rơi đứa bé, còn nói ra ngày sinh. Chỉ có duy nhất ai là cha của đứa trẻ thì Ha-eun không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì trước đó cô đã mờ lem với tổng cộng 5 người. Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, trong lòng Song Seo vô cùng tức giận. Sau khi đưa danh sách cho Jose, cô liền vội vàng rời đi. Jose lập tức đến trường của Ha-eun, gặp phụ huynh của những nam sinh đó. Đây là một ngôi trường hàng đầu. Những gia đình học ở đây đều giàu có hoặc rất giàu có. Những bà cô giàu có này nghe nói cảnh sát muốn lấy DNA của con trai mình để xác minh huyết thống. Ai nấy trong lòng hổ thẹn không muốn. Lúc này một quý bà đứng dậy muốn rũ bỏ trách nhiệm, nói thẳng con trai mình đã không còn có khả năng sinh sản từ lâu rồi. Mấy bà cô khác ngứa mắt, việc cô ta rời đi một mình liền bắt đầu điên cuồng tiết lộ mọi thứ. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, chỉ có Jose lặng lẽ lắng nghe, trong đầu vạch ra các đầu mục. Hóa ra năm chàng trai này đều có ân oán tình thù với Ha-eun, có người là vì thích cô bé mà theo đuổi, còn có người là vì Ha-eun luôn đứng đầu mà nảy sinh lòng đố kỵ. Các bà mẹ đều bênh con trai mình, cho rằng nhất định là Ha-eun câu dẫn bọn họ. Lúc này, Bang Ya-kyung xông vào trong phòng họp, nghe thấy họ vu khống Ha-eun là đồ hồ ly tinh, lập tức lao tới oánh nhau luôn với bọn họ. Sau khi nghe xong những bà cô này tiết lộ về nhau, cuối cùng Jose cũng đứng lên ngăn lại. Anh đã hiểu biết sơ bộ về năm cậu nhóc này, bước tiếp theo là sắp xếp để thu thập mẫu DNA của họ. Khi rời đi, Jose lại nghe thấy một manh mối khác. Hóa ra, Song Ha-eun còn có một người anh trai cũng đã cắt ống dẫn tinh cách đây 3 năm. Anh trai của Ha-eun khác với cô, cậu là đội sổ của cả trường. Hôm đó tan học về nhà, mẹ gọi người anh vào ăn, nhưng người anh lại không buồn ngẩng đầu lên mà đi về phòng, nói thẳng người không có thành tích tốt thì không có tư cách ăn tối. Còn Ha-eun trên bàn ăn lại thay đổi bộ dạng yếu đuối ở sở cảnh sát, vô cùng kiêu ngạo trước mặt Bang Ya-kyung. Đã có kết quả xét nghiệm của năm cậu nhóc kia, không ngờ tất cả họ đều không phải là cha ruột của đứa bé. Jose cảm thấy trong lòng buồn chán, không ngờ lại bị một nhóm nhóc con chơi đùa. Đêm tối, anh đi đến cửa hàng tiện lợi, tình cờ gặp Song Seo đang ăn đêm. Song Seo nói mình luôn thấy vô cùng tiếc cho những học sinh nghĩ không thông, nhưng cô không thể tha thứ được đối với việc Ha-eun bỏ đứa trẻ, bởi vì bản thân Song Seo cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nói xong về cái bóng tâm lý của mình, Song Seo cũng muốn biết nỗi đau trong lòng Jose, ví dụ như rốt cuộc giữa anh với cô cháu gái kia đã xảy ra chuyện gì. Jose suy nghĩ một lúc cuối cùng nhắc lại chuyện xưa. Lúc đó, Jose đang làm việc ở bộ giao thông vận tải. Anh rất quen thuộc với nhà cô bé kia. Ngày vụ án xảy ra, người cuối cùng cô bé nhìn thấy là anh. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô bé luôn cầu cứu anh. Chỉ là Jose không để ý, cô bé phát hiện trước cửa xuất hiện rất nhiều đồ dùng kỳ quái của phụ nữ. Cô cảm thấy nhất định có người đang nhắm đến mình. Nhưng Jose bận điều tra đã vội vàng rời đi. Cô bé thất vọng chỉ đành ôm những đồ đó rời đi. Câu chuyện đến đây thì kết thúc, Jose không muốn nói nhiều thêm. Ngày hôm sau có người đến đồn cảnh sát để cung cấp manh mối, nói rằng một giáo viên nào đó có mối quan hệ thân thiết với Ha-eun. Jose ngay lập tức muốn thu thập DNA của giáo viên đó, nhưng giáo viên từ chối vì không có lệnh. Nhưng Dojin đã cung cấp một manh mối quan trọng khác. Ngày anh cứu Ha-eun phát hiện có người trong phòng. Sau khi xử lý ảnh, Jose dường như phát hiện là chuyện động trời. Anh bắt đầu lập tức thu thập DNA từ các thành viên khác trong gia đình Ha-eun, bao gồm cả anh trai còn có ông bố là thẩm phán. Tối đó Jose cùng cộng sự lại tìm đến nhà Ha-eun. Lần này anh có hai chuyện cần nói với người nhà Ha-eun, trong đó một cái là Ha-eun đã nói dối. Cô cố ý viết ra tên những thanh niên kia, chỉ là để khiến họ dây phải rắc rối dẫn đến thành tích bị kéo xuống. Mẹ cô vô cùng kinh ngạc. Ha-eun hồi tưởng lại khi cô nói bụng mình đau, thứ mẹ quan tâm lại chỉ có chuyện học hành của cô. Trong lòng Ha-eun vô cùng tức giận, cố tình đem đứa con mình sinh ra cho vào chiếc túi mà mình yêu thích rồi vứt hết đi. Cô đã quá chán nản với việc cả nhà giả vờ hòa thuận. Còn một chuyện nữa mà Jose muốn nói, chính là ngày mà Ha-eun nghĩ không thông thì trong nhà còn một người nữa. Anh ta cố tình trốn tránh cảnh sát và lính cứu hỏa. Người đó chính là anh trai của Ha-eun. Sau khi điều tra, Jose phát hiện nạn nhân Ha-eun lại là một cô gái nham hiểm. Tất cả những lời buộc tội mà cô đưa ra đối với năm bạn nam cùng lớp đều là sai sự thật. Làm như vậy chỉ là để bọn họ phân tâm dẫn đến thành tích học tập sa sút. Đồng thời
thời Jose còn phát hiện ngày Ha-eun ngồi vắt vẻo trên tòa nhà. Trong nhà còn có một người chính là anh trai của cô. Vẻ mặt của người anh lập tức trở nên thiếu tự nhiên. Người bố là thẩm phán cũng trở nên căng thẳng. Nhưng rõ ràng người anh đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Theo lý mà nói thì sẽ không thể tập thể dục với Ha-eun. Nhưng Jose nói với ông, theo lý mà nói, sau khi thắt ống dẫn tinh thì mỗi năm người anh đều phải đi kiểm tra một lần. Thế nhưng năm ngoái lại không đi. Nghe vậy người anh bắt đầu hét lên biện hộ cho bản thân. Cậu đối với Ha-eun trước giờ chỉ có sự căm ghét, còn ngoài ra không làm gì khác. Ngày Ha-eun nhảy lầu, cô lại vào phòng chế nhạo thành tích kém của anh trai. Người anh không kìm được cảm xúc nên đã đè Ha-eun xuống giường, rồi túm chặt lấy cổ cô. Ai ngờ, sau khi Ha-eun thoát ra lại ngồi trên lan can ban công, uy hiếp anh trai muốn nhảy lầu, người anh không dám hành động hấp tấp. Lúc này, tiếng còi báo động ở tầng dưới cũng vang lên, cậu chỉ đành trốn vào trong phòng lặng lẽ quan sát qua khe cửa. Nhưng Jose không tin, trực giác mách bảo anh trong gia đình dị dạng này chắc chắn có tội loạn luân. Lúc này Pháp Y Yun Hong gọi tới, cô lần lượt so sánh DNA của người cha cùng người anh trai, kết quả hai người đều không phải cha ruột của đứa bé. Cả nhà dường như bị ép đến phát điên, chỉ đành chất vấn Ha-eun rốt cuộc cha đứa nhỏ là ai. Nhưng cô chỉ có bộ dạng hung dữ, thế nào cũng không chịu nói ra thân phận của đối phương. Khi Jose đang đau đầu thì Song Seo lại cung cấp một manh mối mới. Trong lớp luyện thi của Ha-eun, có một cậu nhóc tên Sung Jun không lâu trước đây cũng nhảy lầu mà bốc hơi. Mặc dù còn chưa chắc chắn hai người này có liên quan hay không, nhưng cùng một chuyện nhảy lầu, Jose cũng đưa Sung Jun vào danh sách đối tượng điều tra. Mặc dù Sung Jun đã không còn nữa, nhưng theo chu kỳ mang thai thì cậu cũng có thể có khả năng trở thành cha của đứa bé. Chỉ là sau khi Sung Jun qua đời, người nhà của cậu cũng đã di cư sang nước ngoài, liên lạc với họ sẽ có chút khó khăn. Nhưng cái này không làm khó được Jose. Anh nhanh chóng đã nghe ngóng được Sung Jun từng phẫu thuật ruột thừa ở bệnh viện, có thể trong bệnh viện còn sót lại dấu vết DNA của cậu. Nhưng ý định của Jose không chỉ có vậy, vì anh không tin Sung Jun là cha của đứa nhỏ, thế là anh cố ý bảo sở trưởng tung tin ở trong trường, nói phía cảnh sát đã nhắm đến Sung Jun, sẽ dùng mô ruột thừa của cậu để tiến hành xét nghiệm DNA, mà mẫu mô ruột thừa đang ẩn trong phòng lưu trữ của bệnh viện. Sau khi đặt bẫy xong xuôi, Jose cùng cộng sự kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên vào đêm khuya, có một bóng người tới phòng lưu trữ chuẩn bị tráo đổi mẫu mô của Sung Jun, nhưng còn chưa thành công đã bị Jose túm tại trận. Người này chính là giáo viên trong trường. Hóa ra Ha-eun từng giấu tuổi để làm gái bán hoa vì đam mê, thầy giáo chính là khách hàng của cô. Nhưng mục đích anh ta làm như vậy là vì sau khi vào học, Ha-eun nhiều lần lợi dụng bí mật của hai người, ép thầy giáo giúp mình chôm bài thi, với lợi ích của việc biết trước nội dung thi, giúp thành tích học tập của Ha-eun luôn đứng đầu toàn trường. Sau khi biết Ha-eun có thai, thầy giáo này luôn bất an. Lần này nghe thấy tin đồn, liền muốn nhân cơ hội hắt xô nước bẩn này lên đầu người đã khuất như Sung Jun. Thế nhưng Pháp Y Yun Hong vẫn làm xét nghiệm DNA của Sung Jun. Sự thật chứng minh cậu mới là cha của đứa nhỏ trong bụng Ha-eun. Jose nói chuyện này với Ha-eun, một thoáng hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt luôn hờ hững của cô. Rõ ràng cô cũng không ngờ tới chuyện này. Jose nói riêng với Ha-eun rằng mình biết rất rõ hoàn cảnh của cô, vì cha của Jose cũng là một người máu lạnh, là một người có quan điểm khác với anh. Jose từ nhỏ không có ai yêu thương, chỉ có thể trưởng thành một cách phá phách. Nhưng tất cả đều không phải lỗi của mình, mà đều là lỗi của những người lớn vô trách nhiệm. Nghe lời an ủi của Jose, Ha-eun lại nghĩ đến đứa con bị mình bỏ rơi với Sung Jun. Có lẽ hai người này mới là sự tồn tại thực sự yêu thương cô trên thế giới này. Ha-eun chợt bật khóc suy ngẫm về lỗi lầm của chính mình. Đêm đó một quán bar phát sinh ra một vụ ẩu đả, người báo án còn nói có người bị thương ở hiện trường. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chữa trị những người bị thương, nhưng hắn ta lại vô cùng điên cuồng. Anh ta giống như mất đi lý trí giữ một người cứu hỏa bị thương lại làm con tin. Sau khi các lính cứu hỏa rời đi, Dojin chỉ đành cẩn thận an ủi anh ta, cố gắng trì hoãn càng nhiều càng tốt đợi Jose đến. Một lúc sau, Jose vội vàng đến chiến trường. Anh ấy không có nhiều kiên nhẫn, vừa xuất hiện đã hung hãn giật lấy các mảnh vỡ từ tay hung thủ. Sau khi khống chế được, thì hung thủ bắt đầu cáo trạng trước lớn tiếng về cảnh sát động thủ với thường dân. Đám đông người xem trong quán bar đều bật điện thoại di động lên, nhưng Jose không hề quan tâm. Các lính cứu hỏa trên đường trở về, Song Seo giúp đồng nghiệp bị bắt cóc làm sạch vết thương. Đồng nghiệp rất khâm phục hành động của Jose, bởi vì lính cứu hỏa luôn bị kìm hãm. Nếu đang thực hiện một nhiệm vụ mà bị người dân ăn vạ cắn ngược lại, thì chỉ có chấp nhận bị bắt nạt. Tối nay, Jose có thể áp chế người xô xát, khiến cho đồng nghiệp cảm thấy chút được cơn giận. Mọi người đưa cô gái bị hại cùng tên kia vào trong bệnh viện. Lúc này, Song Seo nhìn thấy có một nữ sinh đang được cấp cứu trong một góc. Tình hình nhìn có vẻ không được ổn. Bác sĩ nói với cô hiện chưa rõ danh tính người bị thương, khi phát hiện được thì đang nằm bên ngoài phòng cấp cứu. Đánh giá từ vết thương thì có lẽ là nghĩ không thông. Song Seo ở bên ngoài phòng cấp cứu nhìn thì phát hiện nạn nhân bị mất ngón chân cái. Vì cảm thấy có chút kỳ lạ, nên Song Seo đã nói chuyện này với Dojin. Ai ngờ Dojin lộ ra biểu cảm kinh ngạc, bởi vì đêm hôm trước, anh vừa nhớ tới một trường hợp anh từng gặp trong quá khứ. Vụ án đó không phát hiện ra người bị hại, chỉ có ngón chân cái bên trái và bên phải bị cố tình chặt đứt. Jose ở lại bệnh viện chờ chữa trị cho người bị thương. Lúc này có một người đàn ông tới, cảm thấy Jose có chút quen thuộc. Liệu hai người có từng gặp nhau? Sau khi hỏi ra mới biết,
Hóa ra người đàn ông này trước đó từng gặp Jose ở đồn cảnh sát mà anh làm việc trước đây. Nhưng sau khi hỏi xong, đối phương liền vội vàng rời đi khiến Jose có chút khó hiểu. Lúc này, nữ nạn nhân trong phòng cấp cứu đã tỉnh lại. Bởi vì cô ấy có rào cản ngôn ngữ, nên bác sĩ chỉ đành gọi Song Seo biết ngôn ngữ ký hiệu đến giúp đỡ. Song Seo dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô về tình hình sức khỏe. Nhưng cô gái không thể hiểu được, chỉ giơ tay trái của mình lên, để lộ ra một hình kỳ lạ. Khi Song Seo chuẩn bị kiểm tra, không biết cô gái nhìn thấy cái gì đột nhiên lộ ra biểu cảm vô cùng sợ hãi, sau đó lại ngất đi. Song Seo cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nếu như cô gái là một người câm điếc bẩm sinh, thì tại sao lại không hiểu ngôn ngữ ký hiệu? Bác sĩ cũng đồng quan điểm với cô, ngay lập tức kiểm tra lại tai của cô gái, phát hiện ống tai bị tổn thương do ngoại lực lâu ngày. Sự thật này khiến mọi người đứng hình một lúc. Cô gái bị người ta phá hoại khả năng nghe cùng phát âm. Khi bác sĩ chuyển cô gái lên cáng, Dojin phát hiện hai chân cô gái bị mất đi ngón cái. Anh lập tức kể chuyện này cho Jose. Jose lập tức đuổi theo cáng, bởi vì nạn nhân bị mất ngón chân cái chính xác là cô cháu gái mất tích 7 năm trước. Nhưng hộ tá phụ trách đưa cô gái đi kiểm tra lại là giả mạo. Anh ta chờ cơ hội đưa cô gái đến bãi đậu xe, bỏ vào cốp xe rồi lái đi. Cuối cùng Jose vẫn muộn một bước, chỉ đành kiểm tra camera bãi đậu xe, nhưng phát hiện đối phương rất xảo quyệt, đường đi tránh mọi camera giám sát. Lúc này, Pháp Y Yun Hong cũng có được kết quả phân tích huyết tương, xác nhận cô gái kia chính là cô bé năm xưa. Jose ngay lập tức yêu cầu đồn cảnh sát ban hành mức cảnh báo cao nhất. Anh nhất định phải mau chóng bắt tên trộm người này càng sớm càng tốt. Song Seo cung cấp manh mối do cô gái kia để lại, chính là trên tay có một bản đồ gì đó. Theo phân tích vết thương, cô gái có lẽ đã tự mình sử dụng bút chì cơ khí vẽ ra cái hình này, nhưng cô muốn nói điều gì thì các cảnh sát không hề có chút manh mối nào. Nhưng cái này vẫn không làm khó Jose. Anh thử dùng bút vẽ lại một cách đơn giản nhất để giải thích, phát hiện nóc nhà trên bản đồ có một cây thánh giá, ngoài ra còn có máy bay bay trên bầu trời, tất cả đều chỉ vào một khu phố cách đó không xa. Xem xét đến góc nhìn của cô gái trong bức ảnh, cảnh sát suy luận nơi cô bị mắc kẹt chắc hẳn là một tầng bán hầm. Jose khóa phạm vi liền lập tức triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hỏa đi theo, nhưng khi sở trưởng đang muốn đưa mọi người xuất phát, lại bị cha của Jose chặn ở cửa. Mặc dù khu phố nhỏ nhưng lục soát từng hộ cũng phải tốn rất nhiều công sức. Khi Dojin đang cố gắng tìm kiếm thì Pháp Y Yun Hong gọi điện đến. Cô muốn nhắc nhở Dojin một chuyện. 7 năm trước, Jose bị coi là hung thủ, là vì ngón chân của cô bé kia được phát hiện tại nơi ở của anh. Yun Hong hy vọng Dojin có thể để mắt đến Jose, để khi anh nhìn thấy tên bắt cóc đừng mất khống chế. Jose cùng công sự là những người đầu tiên tìm thấy tầng hầm nơi cô gái bị mắc kẹt. Tại nơi tối tăm này có một vũng tiết canh, trên bức tường còn treo một bức ảnh, chính là ảnh của cô cháu gái kia cùng một người đàn ông. Người đàn ông này chính là người đã bắt chuyện với Jose trong bệnh viện, chính anh ta là người đã trông cô bé. Song Seo vô cùng kinh ngạc, bởi vì Kwak Kyung Jun chính là nhân viên ở phòng cấp cứu. Chẳng trách khi trên bàn cấp cứu cô bé lại hoảng hốt đến như vậy. Nhưng lúc này Kwak Kyung Jun đã đưa cô bé bỏ trốn từ lâu. Nhìn vào trung tâm tầng hầm là vũng máu kinh người. Ngoài ra ở đây còn có một số thiết bị mà hắn ta dùng để thực hành với cô bé. Lòng Jose như bị lửa dày vò. Cái cửa sổ chỉ lộ ra một nửa mặt đất. Nhất định cô bé đã vô số lần leo lên để kêu cứu, nhưng không có ai phát hiện ra cô bé. Nghĩ đến cảm giác này khiến anh vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, nhiều người bất ngờ đổ xuống tầng hầm. Sở trưởng có chút bất đắc dĩ. Hành động của anh bị cha của Jose tạm thời dừng lại. Vụ án này cũng bị cưỡng ép giao cho sở cảnh sát khác. Tất nhiên Jose không muốn buông tay, nhưng cha của Jose đã có cách để kiềm chế anh. Ông chỉ ra Jose oánh người ở nơi công cộng. Còn trong vụ án của Ha Eun, anh đã trộm đồ của anh trai cô bé để có được video về DNA, dùng hai tội danh này để bắt Jose. Nhưng Jose lại cực kỳ bất hợp tác. Cha của Jose vô cùng tức giận bước tới tát cho anh một cái. Ở bên tai Jose đe dọa anh hãy dừng lại một chút trước khi cuộc bầu cử của ông bắt đầu. Nhưng cho dù như vậy Jose cũng không chịu thỏa hiệp. Một tiếng sau khi bị bắt cóc là thời gian vàng để cứu nạn nhân. Jose không muốn bỏ lỡ cơ hội này, có muốn gán tội cho anh thì cũng đợi một tiếng sau. Cứ như vậy, sau khi Jose mất đi mọi sự trợ giúp chỉ có thể tiếp tục cuộc điều tra một mình. Đồng nghiệp bên cạnh bị cha của Jose ép buộc, không một ai dám đi theo Jose. Thế nhưng đội cứu hỏa không phải chịu thẩm quyền. Song Seo ngay lập tức đuổi kịp Jose cùng anh hành động. Hai người tìm những món đồ Kwak Kyung Jun để ở bệnh viện, phát hiện một cuốn sổ tay bị rách trang cuối cùng. Nhưng Jose có cách, anh cầm một cây bút chì mài nhẹ ở trang thứ hai, trong hình là của một công ty công nghệ. Cộng sự cũng chạy đến báo cáo công ty này là nơi Kyung Jun từng làm việc. Đội cứu hỏa cũng có được địa chỉ này đang tăng cường chi viện. Jose và Song Seo đến trước một bước, nhưng anh không thể kiên nhẫn chờ đợi chi viện, lập tức tiến hành cạy cửa nhà máy của công ty này. Tiếng Jose đập cửa đã báo động cho Kyung Jun đang ở trong nhà. Anh ta vốn dĩ đang mờ lem cô bé, chỉ đành tạm thời dừng tay lại chạy đến bên cạnh. Chẳng mấy chốc Jose đã phá được cửa xông vào. Sau khi tìm kiếm xung quanh đã tìm thấy vị trí của cô cháu gái. Ngay khi anh sắp lại gần, thì tấm thép buộc bằng dây xích phía trên cô bé đột nhiên rơi xuống một khoảng cách nhất định. Hóa ra là Kyung Jun cầm điều khiển ngồi ở một bên, nói thẳng nếu như có người dám bước lên dù chỉ một bước, thì cô bé sẽ bị đè bẹp như cái bánh rán. Hai chân của cô bé bị khóa vào tấm sắt, hoàn toàn không thể di chuyển. Ngay khi mọi người đều rơi vào cục diện bế tắc, thì Kyung Jun nói ra lý do mình phạm tội.
Hóa ra từ 7 năm trước anh ta đã ám ảnh cô bé một cách sâu sắc, mỗi ngày đều theo dõi phía sau chụp lại nhất cử nhất động của cô bé, còn thường tặng cho cô bé những món quà nhỏ. Nhưng hành động mà Kyung Jun cho là thâm tình lại khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Cô tìm đến Hose kêu cứu nói mình đang bị theo dõi, nhưng Hose không quan tâm chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Kyung Jun vô cùng tức giận khi cô bé lại coi những món quà của mình như rác rưởi. Nhưng điều khiến anh ta càng tức giận hơn nữa là sự vô tâm của Hose đối với cô bé. Thế là lén chôn ngón chân cái của cô bé ở trong nhà Hose, hủy hoại đi thanh danh của anh. Nhưng đối mặt với mọi lời cáo buộc, Hose lại không hề sụp đổ mà cố gắng thoát khỏi tội danh. Điều này khiến Kyung Jun cho rằng Hose cũng là một người tàn nhẫn vô tình. Cho đến một ngày, cô bé từ cửa sổ tầng hầm nhìn thấy Hose dừng xe ở ngay phía đối diện. Cô bé bất chấp tất cả lao lên vỗ vào cửa sổ kêu cứu. Điều này khiến Kyung Jun vô cùng tức giận, không hiểu tại sao cô bé lại thích một người vô tình bạc nghĩa như vậy. Đêm đó cô bé lựa chọn kết thúc mọi thứ, vì để cứu cô Kyung Jun chỉ đành đặt cô bé ở trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng cũng vì hành động này hoàn toàn khiến Kyung Jun hắc hóa. Cô bé vì muốn gặp Hose lại không tiếc dùng cái hẹo để uy hiếp mình. Anh nhất định phải trừng phạt hai người này. Hose vì để cứu cô bé, chủ động dùng mình thay cô làm con tin. Kyung Jun vứt chìa khóa của xích sắt xuống, để Hose mở xích sắt đang xích cô bé rồi tự xích lấy mình. Hose lập tức hành động, vừa cởi xích cho cô bé, vừa nhẹ nhàng an ủi cô bé là do mình đến muộn. Khung cảnh dịu dàng như vậy một lần nữa kích thích Kyung Jun. Anh ta tức giận bấm điều khiển từ xa. Tấm thép nặng lập tức rơi thẳng xuống, cô bé không may bị đập trúng ngất đi. Hose giao cô bé cho xong CO sơ cứu, còn mình đi đuổi theo Kyung Jun. Cả hai đuổi nhau đến một nhà máy khác. Kyung Jun cố gắng oánh lén anh, nhưng bị Hose phản kích lại mặt mũi bầm dập. Nghe tiếng cười điên dại của Kyung Jun, Hose hoàn toàn bị cơn tức giận lấn át. Anh cầm công cụ điện lên đang muốn cho đối phương về với đất mẹ. May thay Dojin đến kịp lúc lớn tiếng đánh thức lý trí của Hose. Anh là một cảnh sát chứ không phải là một tên sát nhân. Mặc dù thành công cứu được cô bé, nhưng sau khi tỉnh dậy, vì căng thẳng chấn thương dẫn đến quên đi một số người thân, trong đó có cả bà ngoại mà luôn nương tựa. Khi Hose đi vào phòng bệnh thì cô bé lại nhớ anh. Nhưng vì thủ đoạn của Kyung Jun, nên ấn tượng của cô bé về Hose lại là sự oán hận. Hóa ra 7 năm trước vào đêm mà cô bé bị bế đi, Kyung Jun đưa cô bé đến chỗ Hose đang làm việc, gọi điện thoại cho anh ngay trước mặt cô. Nhưng Hose vì bận công việc mà tắt đi điện thoại của cô bé. Kyung Jun ở bên cạnh mê hoặc cô rằng Hose không hề quan tâm cô một chút nào. Không chỉ có vậy, cô bé sau vài năm bị tẩy não, lại sản sinh trạng thái phụ thuộc vào Kyung Jun, luôn miệng gọi anh ta là bố. Nhìn bộ dạng cô bé ở trên giường khóc tìm bố, cơn tức giận trong lòng Hose lại bùng lên. Anh xông vào phòng thẩm vấn đập vỡ camera rồi cho Kyung Jun một trận. Nhưng Kyung Jun lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, nói thẳng Hose với mình thực ra là một loại người đều đầy sự giận dữ với thế giới này, là thứ ác độc muốn bem bất cứ ai mà mình không hài lòng. Nếu như sự ra đi của mình có thể để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Hose, vậy thì anh ta sẽ rất vui mừng. Hose hung hăng túm chặt cổ Kyung Jun, nhưng đến phút cuối cùng anh vẫn thu tay lại. Hose sẽ không để anh ta bay màu dễ dàng như vậy. Đêm tối Hose ở một mình trầm tư suy nghĩ, anh chắc chắn đã có lúc anh muốn tiêu diệt Kyung Jun. Nếu như không phải Dojin ngăn cản kịp thời, thì lúc này anh đã thành một kẻ bem người chính hiệu. Có lẽ Kyung Jun nói không sai, Hose đầy giận dữ với thế giới này và gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Đêm khuya Hose trở lại đồn cảnh sát, sau khi thu dọn đồ đạc của mình rồi để lại đơn từ chức. Phía bên kia nghị viên đang chờ tranh cử, ông hứa sau khi mình lên làm tổng thống, sẽ trao chức bộ trưởng bộ tư pháp cho bố của Hose. Hai người cha đầy tham vọng đang nghĩ về tương lai, nhưng ai ngờ họ đều có hai thằng con báo, tài phiệt vào ăn cơm nhà nước nuôi. Mặc dù sống vô cùng thoải mái, nhưng vẫn không chịu yên phận. Anh ta không thể nào nuốt trôi cục tức đối với Hose. Thế là anh gửi mail cho người thần bí âm thầm giúp đỡ mình, mời anh ta đích thân ra mặt đối phó với Hose. Sau khi Hose từ chức thì tìm đến cha mình, anh nguyện ý nhận thua, thừa nhận bản thân thực sự không thích hợp tiếp tục làm cảnh sát. Nhưng không làm cảnh sát cũng không có nghĩa là Hose đồng ý với những gì cha mình làm. Anh vẫn không về bên cạnh cha mà là hoàn toàn rời đi. Trước khi đi, Hose đến phòng của cô bé kia, lại nhớ đến kỷ niệm đã qua giữa hai người. Mỗi lần Hose bắt được tội phạm đều sẽ gấp một con hạc giấy. Thực ra đây là ước định năm đó của anh với cô bé. 7 năm nay Hose chưa bao giờ quên chuyện này, gấp tặng cô bé rất nhiều hạc giấy. Giờ đây chính là con hạc cuối cùng anh gấp cho cô bé. Hose quay người rời khỏi bệnh viện thả hạc giấy xuống đất. Hôm sau cộng sự của anh nói với người ở đội cứu hỏa rằng Hose đã nộp đơn từ chức. Điều này khiến Song Seo có chút khó chịu. Cô muốn ngăn Hose nhưng lại không biết phải nói thế nào. Sau khi suy nghĩ một thời gian dài, cô tìm đến Hose đề nghị muốn đưa anh đến một nơi này. Nơi hai người đến chính là phòng ủ cho trẻ mới sinh. Song Seo đến trước một em bé sắp được phẫu thuật tim, bảo Hose thử ấp đứa nhỏ vào ngực. Sau khi hai người đến gần, nhịp tim vốn yếu ớt của em bé đột nhiên dao động. Song Seo chỉ đành bỏ Hose lại đi gọi bác sĩ. Lúc này Hose mới cảm nhận được sức nặng của sinh mệnh bé nhỏ. Đứa trẻ trong tay rõ ràng là yếu đuối như vậy lại có một ý chí mạnh mẽ. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra khen ngợi Hose làm rất tốt, thực sự có một sức kết nối đặc biệt giữa người với người. Có lẽ em bé cảm nhận được sức mạnh tình yêu từ nhịp tim của Hose.
Song CEO làm điều này để Jose hiểu rằng anh không phải là một kẻ xấu như Kyung Jun. Chuyện xảy ra với cô bé không phải là lỗi của anh. Jose hiểu ý tốt của Song CEO, nhưng anh đã quyết định rồi. Vì sau này Jose không biết mình còn có thể tự khống chế bản thân hay không. Song CEO tốt nhất đừng đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân anh. Thế nhưng Song CEO lại nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Vài ngày sau khi Jose rời đồn cảnh sát, nghị viên vốn hợp tác với cha của Jose chuẩn bị tranh cử tổng thống lại đột nhiên bay màu tại nhà. Vì cái hẹo của ông, nên tài phiệt đang thụ án được trả tự do vênh váo đến dự đám tang nghị viên. Chỉ thấy tài phiệt chưa đến thì quà đã đến trước, chuyển số tiền khổng lồ cho người luôn bám đuôi nghị viên. Lúc đầu chính anh ta làm theo ý của nghị viên mà tận tay đưa tài phiệt vào tò. Giờ đây gặp lại tài phiệt độc ác cho tên này một trận, trong mắt không hề có chút tiếc thương nào cả. Nghĩ đến chuyện quá đáng trước đây nghị viên đã làm với mình trước khi qua đời, thì tài phiệt cảm thấy vô cùng may mắn. Khi ngọn núi lớn luôn chèn ép mình cuối cùng cũng biến mất, đóng hòm rồi thì như hổ về núi. Một tang lễ lớn như vậy lại không có lấy một người nào đến chia buồn. Người duy nhất có mặt lại là Jose. Tài phiệt ngồi đối diện với anh. Thế nhưng Jose đến không phải là để kính viếng nghị viên. Mục đích anh đến chỉ là cảnh cáo tài phiệt. Mặc dù có lại được sự tự do nhưng không được tiếp tục làm chuyện ác. Chỉ cần mình vẫn còn ở đây thì sẽ luôn ở trong bóng tối theo dõi anh ta. Ngày hôm sau hỏa hoạn bùng phát tại bãi đậu xe dưới tòa nhà. Người của sở cứu hỏa lập tức được điều động. Dojin cùng mấy người đồng nghiệp là những người đến đầu tiên, dùng vòi rồng để bắt đầu dập ngọn lửa. Sau khi lửa bớt dữ dội hơn, Song CEO và các nhân viên y tế khác đi đến tòa nhà dân cư ở tầng trên, tiến hành tìm kiếm, sơ tán và cứu người bị thương. Khi Dojin đang dập lửa cảm thấy trong xe hình như có thứ gì đó, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua anh cũng không thể xác định. Vừa dập tắt được lửa xong, sở cứu hỏa lại nhận được báo cáo từ các khu vực khác, chỉ có thể tiếp tục không ngừng nghỉ đến điểm cháy tiếp theo. Sau khi dập lửa ở đám cháy thứ hai, các lính cứu hỏa ngồi trên mặt đất ăn vội gói mì ăn liền cho xong bữa trưa. Lúc này Dojin mới nói, vừa rồi dường như mình đã phát hiện ra thứ gì đó kỳ quái ở trong gara xe. Nhưng còn chưa nói xong bộ đàm lại truyền đến có vụ cháy mới. Cùng một khu vực lại có thêm một vụ cháy bể tự hoại nữa. Các lính cứu hỏa chỉ đành lần lượt thả thức ăn trong tay xuống. Trên đường di chuyển, Dojin cẩn thận phát hiện ra, mỗi vụ cháy xảy ra ngày hôm nay đều đặn cách nhau 3 giờ. Có quy tắc như vậy rất có khả năng là thủ đoạn của kẻ đốt phá. Đến hiện trường vụ cháy bể tự hoại, sau khi Dojin dập tắt ngọn lửa trên mặt đất lại bất chấp nguy hiểm leo vào trong để dập lửa, ở bên trong anh lại nhìn thấy thứ kỳ lạ kia, ngọn đuốc hình ngôi sao, đây hẳn là thứ mà kẻ đốt phá dùng để châm lửa. Dojin ngay lập tức báo cáo phát hiện của mình cho sở trưởng, nhưng sở trưởng vẫn còn đang sợ hãi, vì anh một mình vào bể tự hoại tạm thời không muốn nghe phân tích của Dojin. Nhưng Dojin không bỏ cuộc, sau khi trở lại trạm cứu hỏa vẫn nhìn quanh để xác nhận những phỏng đoán của tôi. Nghe vậy xong CEO thuận theo cách nghĩ của anh suy đoán. Nếu như thực sự có kẻ đốt phá cách mỗi 3 tiếng lại châm lửa cùng một khu, vậy thì 3 giờ sau cách vụ cháy cuối cùng chính là 7 giờ. Nói xong mọi người đều nhìn lên đồng hồ nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người đều khuyên Dojin thả lỏng một chút, có lẽ thật sự chỉ là sự trùng hợp. Ngày hôm sau, cảnh sát điều tra 3 nơi xảy ra vụ cháy, kết quả lại khiến Dojin rất ngạc nhiên, bởi vì theo tình hình tại hiện trường, thì 3 đám cháy này đều là những đám cháy có bản chất chứ không phải cố ý đốt phá. Cháy bãi đậu xe là do chủ xe ném tàn thuốc dẫn đến cháy túi nhựa. Cháy bể tự hoại là vì sự cố với thiết bị xả điều chỉnh áp suất khí metan. Hiện chỉ có nguyên nhân vụ cháy xe xúc xích vẫn chưa được xác định. Sở trưởng quyết định giải quyết vụ án là 3 vụ tai nạn. Quyết định này làm dấy lên sự bất mãn mạnh mẽ từ Dojin. Anh không ngần ngại đặt mình vào nguy hiểm nhảy xuống bể tự hoại, chỉ để đích thân xác nhận biểu tượng của ngọn đuốc hình ngôi sao. Hơn nữa thời gian phát sinh hỏa hoạn có quy luật, rõ ràng là có người tạo ra. Sở trưởng lại phớt lờ lời của nhân chứng, nhất quyết đưa ra phán đoán theo ý mình. Dojin cảm thấy vô cùng thất vọng, anh thu hồi lại vật chứng đám cháy đã giao cho cảnh sát. Nếu như phía cảnh sát đã không chịu tin là có kẻ đốt phá, vậy thì những bằng chứng này để lại đồn cảnh sát chỉ là thứ vô dụng. Dojin chuẩn bị giao cho Pháp Y Yun Hong, muốn cô kết hợp điều tra với mình. Dojin tâm phiền ý loạn ngồi trên xe cứu hỏa đi tuần tra dọc phố, xem có bỏ sót tình tiết nào trong đám cháy không. Khi đi ngang qua công viên anh vô tình nhìn thấy sở trưởng, cô đứng một mình ở bên đường dường như đang đợi bạn. Sở trưởng phát hiện tâm trạng của Dojin đang vô cùng tồi tệ, thế là ngồi lên xe cứu hỏa tâm tình với anh. Sở trưởng nói thẳng, Dojin là một nhân viên cứu hộ cứu hỏa xuất sắc, chỉ là đôi khi quá căm hận đám đốt phá. Chấp niệm này có chút mạnh mẽ, những lời này khiến Dojin nhớ đến chuyện hồi nhỏ. Anh từ đến nhà một người bạn chúc mừng sinh nhật, trong lúc vui vẻ ngọn lửa đã bén vào rèm cửa dẫn đến hỏa hoạn. Người bạn cố gắng dập lửa nhưng Dojin lại sợ hãi trốn trong phòng. Cuối cùng khi lính cứu hỏa tới cứu được đứa trẻ ra, Dojin nhìn thấy cánh tay của bạn bị bỏng, nỗi hổ thẹn lan tỏa trong tim. Kể từ ngày hôm đó trong lòng Dojin đã hạ quyết định, sau này muốn trở thành một người lính cứu hỏa, và cũng không bao giờ chạy trốn nữa. Dojin bắt đầu một mình điều tra 3 vụ hỏa hoạn, mặc dù anh là bậc thầy trong việc phân tích nguyên nhân gây cháy, nhưng vẫn có chút khó khăn với việc giải quyết các vụ án bằng lý luận. Dojin nghĩ đến Jose, nếu như có anh ở đây có lẽ sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Dojin nghe ngóng nhiều bên, cuối cùng đã xác định được vị trí của khu rừng Hoje từng chôn hai ngón chân cái của cô bé. Đây cũng là nơi anh sám hối. Quả nhiên khi Dojin đến, Hoje đang ngồi dưới đất uống rượu nhìn trông vô cùng chán đời. Dojin chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì Hoje bẩm sinh có năng lực điều tra vụ án, giống như một con chó săn có khứu giác nhạy bén vậy. Nghỉ hưu sớm ngồi buồn thiu không hợp với anh, ngạo mạn bắt tù nhân, hơn nữa dùng thủ đoạn của riêng mình áp chế thủ phạm hỏi ra chân tướng, mới là cuộc sống phù hợp với Hoje. Nói xong, Dojin bàn giao thông tin về ba vụ cháy cho Hoje, bảo anh nếu như có quan tâm thì xem qua vụ án một chút. Sau khi Dojin rời đi, Hoje nhanh chóng mở tài liệu trên máy tính. Sau khi xem xong báo cáo hiện trường vụ cháy, trường hợp động vật nhỏ bay màu vào đêm xảy ra vụ án, lại thu hút sự chú ý của anh, cứ vậy Hoje lại quay trở lại. Anh đào lại thi thể động vật lên giao cho Yun Hong khám nghiệm tử thi. Kết quả được xác nhận nguyên nhân tử vong là do ăn quá nhiều chất chứa toluene, mà chất này có thể gây cháy nổ. Bên cạnh đó, pháp y Yun Hong cũng kiểm tra huyết tương của những người sống sót sau vụ hỏa hoạn, cùng với chứng cứ Dojin đưa đến, tất cả đều chứa phản ứng với toluene. Điều này chứng tỏ ba vụ cháy có một mối liên quan nhất định. Hoje nghe xong liền lập tức đứng dậy, anh vẫn muốn đi điều tra cái hẹo của động vật nhỏ, vì theo như lý luận của anh, cứ 3 tiếng hỏa hoạn lại xảy ra một lần, nhưng đêm đó lại không có hỏa hoạn xảy ra, mà là một con vật nhỏ bị nhiễm độc toluene mà mất mạng. Vậy thì rất có thể thực ra động vật nhỏ xuất hiện ở hiện trường vụ cháy thứ tư, chỉ là chưa gây cháy thôi, vật gây ra hỏa hoạn chính là bị nó ăn mất. Thuận theo trực giác siêu chuẩn của mình, Hoje cùng Dojin đưa đồng nghiệp tìm đến nơi các động vật nhỏ thường nghỉ ở đó. Đây là một phòng tiện ích bị bỏ hoang. Ngay khi bước vào nhà, đã nhìn thấy trên mặt đất có một cuộn giấy dùng để đánh lửa, phía bên kia nối với nhiều bánh ngọt. Lúc này mọi người mới chợt nhận ra, hóa ra kẻ đốt phá đã tiêm toluene được bơm vào bánh, sau đó dùng giấy cuộn làm cầu chỉ để thắp sáng. Ai ngờ giữa đường bị một chú mèo nhỏ phát hiện cắn đứt cuộn giấy còn ăn mất cái bánh. Điều này vô tình đã ngăn chặn vụ cháy thứ tư. Lúc này Dojin lại nhìn thấy hình ngôi sao trên bức tường ở bên cạnh. Rõ ràng đây là một dấu hiệu khác do kẻ đốt phá để lại. Hoje hoàn toàn khơi dậy hứng thú quan tâm đến vụ án. Sau khi trở lại đồn cảnh sát liền bắt đầu triển khai công việc. Anh biết rất rõ những tên tội phạm như những kẻ đốt phá, thường sau khi cháy xong đều sẽ quay lại hiện trường để xem, vì họ coi lửa là một tác phẩm, quay lại xem có lợi cho sự thỏa mãn bên trong. Thế là Hoje bảo các đồng nghiệp hành động, điều tra những người xuất hiện quanh bốn khu vực cháy nổ. Sau ngày đêm tìm kiếm thông tin, cảnh sát cuối cùng đã xác định được một người đàn ông tình nghi tên Cho Yi-jun. Công ty của Cho Yi-jun ở gần xe bán đồ ăn, trùng hợp là logo của công ty anh ta lại là hình ngôi sao. Khi Hoje đưa người đến thì Dojin đang điều tra tại hiện trường cháy xe bán đồ ăn gần đó. Vì anh ấy muốn thử nghiệm cách đốt cháy một xe bán đồ ăn, cuối cùng đưa ra kết luận, kẻ đốt phá đã sử dụng kính từ các tòa nhà ở cả hai bên phản chiếu ánh sáng mặt trời, chờ dụng cụ ăn uống trên xe ăn uống được làm nóng đến một mức độ nhất định thì sẽ tự nhiên phát nổ. Chỉ là xung quanh đều là các tòa nhà cao tầng, Dojin không biết vị trí của kẻ đốt phá ở đâu. Vừa hay khoảng trống này đã được Hoje lấp đầy, anh ấy đến văn phòng của Cho Yi-jun thấy bên cửa sổ toàn là gương kính. Những cái này đều là dụng cụ được chuẩn bị sẵn để sưởi ấm phản xạ. Hoje tìm kiếm khắp văn phòng cũng không tìm thấy dấu vết của Cho Yi-jun. Rất rõ ràng anh ta đã nghe tin mà bỏ chạy từ lâu rồi. Vì để ngăn anh ta phóng hỏa lần nữa, Dojin kiên trì tuần tra mỗi đêm. Hôm đó Song Seo cũng nhất quyết muốn đi cùng. Nửa chừng xe cứu hỏa vượt qua người đàn ông mặc đồ đen, trên cánh tay của đối phương còn có vết bỏng. Anh chính là hung thủ mà mọi người đều đang tìm kiếm. Thành phố đêm nay thật yên tĩnh, không có nguy cơ cháy nổ. Dojin cùng Song Seo đến một nơi để ngắm cảnh đêm. Dojin sờ vào chiếc nhẫn trong túi, đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy đã chuẩn bị cầu hôn Song Seo. Ngay khi Dojin muốn mở miệng cầu hôn, bộ đàm lại truyền đến thông báo xảy ra hỏa hoạn, có một đám cháy ở một tháp đậu xe ở đâu đó. Lính cứu hỏa và cảnh sát lập tức đi tới, vì cảnh sát phát hiện điện thoại di động của Cho Yi-jun vừa có tín hiệu. Địa điểm phóng hỏa chính là tháp đậu xe này, chỉ thấy làn khói dày cuồn cuộn từ tòa tháp đỗ xe cao chót vót, nhưng cửa lớn đã đóng chặt. Để cứu hỏa và bắt giữ người tốt hơn, Hoje và Dojin cùng nhau lên đỉnh tháp vào bên trong từ mái nhà. Ai ngờ hai người vừa đi vào tháp đỗ xe đã phát ra một tiếng nổ lớn. Mọi người đều nín thở, vô cùng lo lắng cho Hoje cùng Dojin ở bên trong. Ngọn lửa lúc này như con quái vật hung dữ. Số phận của hai người đàn ông dũng cảm sẽ như thế nào? Mình xin mời các bạn cùng chờ đón trong phần tiếp theo của bộ phim nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video hấp dẫn tiếp theo trên kênh.